Rồi, chào mừng tất cả các bạn. Chúng ta đã đến livestream vào ngày thứ 12 trong cái chuỗi về video về NLP của chúng ta. Và hôm nay đấy là chúng ta sẽ đến với câu chuyện của bạn Phạm Triều. Đây là một cái leader đến từ thị trường ở Hà Nội. Và tháng vừa rồi thì Phạm Triều là cũng có được 10.000 GSV. Thì hôm nay bạn Phạm Triều sẽ đến đây để cùng chia sẻ với chúng ta về cái câu chuyện thành công của mình. Và cái quá trình mà bạn Triều đã đến với Nu Skin trước đây làm gì, rồi có cái quá trình hình thành và phát triển ra sao, và lý do vì sao Triều lại chọn cái Nu Skin, và làm thế nào mà mình đã có được cái doanh số cao như vậy, dù là một cái thị trường là đến từ một nơi rất là xa, đó là Hà Nội đúng không? Cách đúng rồi, rất là xa luôn đấy. Thì bây giờ tất cả chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để chào đón Phạm Triều nhá. Ok, chúng ta comment chào đón Phạm Triều đến với thế giới này. Comment Phạm Triều đã đến với thế giới này. Rồi xin mời em bắt đầu chia sẻ Phạm Triều. Trước tiên thì em cũng xin cảm ơn anh Linh rất là nhiều, vì là anh Linh đã cho em cái cơ hội để ngày hôm nay có thể là chia sẻ được, nói lên những cái gì mà mình trước đây là mình đã trong cái quá trình hành trình mình phát triển. Và thứ hai đó là chia sẻ với những anh em, có thể là những người về sau này, thì những người mới, có thể là kể cả những bạn, các bạn downline của em, các bạn cũng nghe được, xem lại được cái video này. Em rất là cảm ơn anh Linh rất nhiều ạ. Dạ cảm ơn đồng cảm ơn cả tất cả những người bạn đã nhiệt tình đang xem cái livestream của em ngày hôm nay. ủng hộ rất là nhiệt tình luôn ạ. Thì em xin phép lại bắt đầu nhé. Trước đây trước đây thì khi em đến với Nu Skin ấy thì em cũng năm nay thì em cũng 29 tuổi. Khi mà trước khi mà cũng là do chắc là do là môi trường ấy, môi trường năng động và anh em cười nhiều quá. Thì trước đây thì em cũng đã trải qua rất là nhiều công việc. Khi mà bắt đầu là học xong là em không có học đại học luôn. Thì bởi vì gia đình là hơi có một chút là khó khăn nên là em không được học đại học và cũng phải đi làm từ rất là sớm. Đã phải trải qua rất là công việc, từ công nhân, từ làm thuê đến rất là nhiều các công việc khác nhau. Thì mỗi một công việc cho em là em không hiểu tại sao đến một công việc rằng là em không biết trong người, trong cái con người em nó tồn tại cái gì ấy. Em cảm thấy rất là khó chịu. Có những cái thời điểm khoảng độ cách đây là 5 năm trước, em làm việc em đã thu nhập 10 đến 15 triệu một tháng rồi. Thế nhưng ấy, thì 10-15 triệu cái thời điểm đấy cũng là cái thu nhập đáng gọi là, so với một người là không có đi học đại học thì cũng đáng gọi là số tiền cũng là nhiều rồi. Thế nhưng em cảm thấy rằng là không hiểu tại sao bản thân mình đi tìm kiếm cái điều gì, mình cảm thấy rất là khó chịu, mình đi làm, mình kiếm ra tiền, nhưng mình không biết phải làm thế nào cả. Mình cảm thấy rằng con người mình không được bứt phá, mình không được bứt phá, mình cảm thấy, đôi khi mình cảm thấy rằng là bị người khác, em cực kỳ là ghét là có người đó là sai bảo em, cực kỳ ghét luôn. Bởi vì bản thân em từ trước đến giờ, mặc dù là con gái nhưng em rất là bướng, bướng lắm. Thế nên là em không có thích người nào sai bảo em điều gì cả. Thế nhưng mình đi làm là mình nghe cái thằng sếp. Thế nên em luôn luôn tìm kiếm những cái cơ hội mới, nhưng em không biết bắt đầu từ đâu cả. Em không biết bắt đầu từ đâu, không biết phải làm như nào. Em đã phải trải qua, sau đó em đi làm một thời gian rất là dài rồi. Xong em lại đi học trở lại, em học nghề thôi, học đông y. Đó, thế sau đó thì khi học đông y xong rồi cũng kiếm được một công việc làm, cũng nói chung là người ta nói là em cũng trở thành một trong những cái bàn tay vàng trong cái công việc đấy luôn. Trở thành một bàn tay vàng luôn và em thu nhập 30 triệu một tháng cách đây khoảng độ 3 đến 4 năm trước. Nhưng em vẫn cảm thấy rằng là cái số tiền mình kiếm được, tại sao cái con người mình vẫn thế, cuộc sống mình vẫn thế luôn. Mình không có cái gì thay đổi cả. Em thì rất là đơn giản, bản thân em rất là đơn giản. Ăn cơm em có thể ăn cơm một suất 10 năm 20.000 bình thường, cơm rau, cơm mắm bình thường, không có cái gì cả. Điện thoại em vẫn dùng điện thoại iPhone 4, iPhone 5, iPhone 6 bình thường, em không cần thiết nó trưng diện. Kể cả chiếc áo em mặc cũng chỉ giá 50.000 thôi. Đấy, thế nên là em không hiểu tại sao tiền mình kiếm được, mà mình không thấy vui. Thực sự rằng mình không thấy vui một cái điều gì cả. Thế mình cứ bắt đầu, mình cứ đi làm việc mà bắt đầu mình cứ đi việc làm việc trôi qua và trong đầu mình luôn khao khát một cái ý niệm rằng là mình sẽ phải làm chủ cuộc đời mình. Đấy, nhưng mình không biết bắt đầu từ đâu cả. Thế sau khi em kiếm được khoản tiền khoảng độ là vài trăm triệu, em tích cóp. Đấy, em tích cóp vài trăm triệu thì cách đây khoảng độ 3 năm trước thì em có làm một cái startup. Đấy, làm một startup cho riêng mình, đó là mở một cái trung tâm gọi là spa thẩm mỹ ấy. Thì em đầu tư số vốn là, có nghĩa là cái thời điểm đấy ấy, mình không có tư duy về kinh doanh, mình không có tư duy về bất kỳ một cái điều gì cả. Thì sau đó thì em bắt đầu là em mở một startup đấy thì có bao nhiêu tiền thì mình dồn hết. Đấy, mình cũng không nghĩ đến cái giai đoạn rằng là cái dòng tiền của mình đến, nếu như trong 6 tháng mình không có doanh thu thì mình phải làm thế nào.
Có nghĩa là có bao nhiêu tiền vốn mình nôi hết ra. Mình nôi hết ra để mình đầu tư cái startup của mình, là mình kinh doanh đó. Thế thì lúc đấy mình chỉ có duy nhất một cái rằng là cái đôi bàn tay của mình rất là khéo, mình có thể làm tất cả mọi thứ. Và mình nghĩ rằng là cái nghề của mình ấy, mình rất là lành nghề rồi. Mình nghĩ rằng mình đi ra ngoài, mình mở, mình kinh doanh, mình có thể cạnh tranh được rất là nhiều người. Đó, thế sau đó thì em nghĩ rằng là không phải riêng bản thân em, có rất nhiều người, các bạn cũng nghĩ rằng là mình tích cóp sau đó thì làm kinh doanh, sau đó làm chủ cuộc đời rồi tất cả mọi thứ. Thế sau đó thì khi em bắt đầu mở một cái công việc kinh doanh đấy, thì cái gì đấy nó cũng đến thôi. Vì mình không có tư duy kinh doanh, mình không có tất cả mọi cái, mình không có gì cả. Mình cũng không bố mẹ, mình cũng không kinh doanh luôn. Mình không phải là con nhà kinh doanh nên đầu óc mình cũng không có kinh doanh. Mình chỉ có duy nhất là có cái sự chăm chỉ và chịu khó. Đấy, thì sau đó thì em bắt đầu là, nói chung là em bắt đầu rằng em làm thì không biết là khách hàng mình chỉ có cái số lượng khách hàng cạnh tranh cũng rất là lớn. Cạnh tranh là lớn mà bởi vì mình không có sự, không biết cách làm thế nào để thu hút khách hàng đến với mình. Và mình chỉ biết cách là giữ khách, nhưng giữ khách cái số lượng khách ở bên kia thì những nhiều cái cạnh tranh, nói chung mình không thể nào mà lường trước được tất cả mọi cái. Thì trong 6 tháng mình không có doanh thu. Đấy, trong 6 tháng mình không có doanh thu nhiều, tiền vào chỉ có đủ và tiền nhà, chỉ có đủ và tiền chi phí nhưng mà không có lãi luôn. Thế thì sau khoảng độ 6 tháng sau thì em đổ bệnh. Đấy. Em đổ một căn bệnh thì cũng khá nặng luôn. Đấy, mình đổ một căn bệnh khá nặng. Em phải trải qua 6 tháng em điều trị. Trong 6 tháng đấy cũng phải sử dụng những cái thuốc, thì em cũng không có tiện nói ra cái căn bệnh của mình. Sử dụng những cái thuốc kháng sinh rất là nặng để có thể là mình có thể sống được luôn đấy. Để có thể mình sống được. Vì cái lúc đấy thời gian em trải qua cái giai đoạn đến là 26 tuổi, tiền thì hết, không có một cái gì cả. Bởi vì tiền mình đã đầu tư hết gì trong 6 tháng đấy á, thì em bắt đầu là em không biết làm cái gì luôn. Bởi vì mình bệnh, mình không có làm gì. Mình bố mẹ mình thì rất là cao tuổi rồi. Bố mẹ cao tuổi thì mình không thể là phụ thuộc vào bố mẹ được. Thế sau đó thì mình giấu luôn cả bố là việc mình bị bệnh. Mình giấu luôn cả bố, chỉ nói duy nhất cho mẹ biết. Bởi vì là mẹ phát hiện ra rằng con không về nhà đấy. Thế xong rồi một mình tự đi mua thuốc, một mình tự điều trị, không có ai đến thăm bởi vì không cho mọi người biết luôn. Thế xong rồi đến cái lúc mà em cũng, nói chung là cái ý chí của em rất là mạnh mẽ. Em không bao giờ em suy nghĩ rằng mình có thể chết bởi vì rằng mình còn có con. Bởi vì mình rằng mình còn có con, mình không thể chết được. Thế xong rồi đến một cái giai đoạn là mình cũng khỏi bệnh. Đấy, mình khỏi bệnh xong rồi đến lúc là đến cái Tết năm đấy, thì em nghĩ em Tết năm đấy em vẫn còn nhớ rằng là khi em khỏi bệnh xong rồi đến tháng 12, có nghĩa là em không muốn về nhà bởi vì không có tiền. Không có tiền bởi vì cho bố mẹ, rồi không có tiền chi, không có tiền thế này thế kia. Em đi làm thêm. Cái công việc làm thêm của em đó là giúp việc cho gia đình nhà người ta ấy. Thế sau đó thì lấy thu nhập để về là 500.000 một ngày. Đấy. 500.000 một ngày. Thế thì cái lúc đấy chỉ có mỗi cái cách đấy, mình chỉ có mỗi là cái cách đấy thôi, không biết làm thế nào luôn. Thế xong rồi thu nhập 500.000 một ngày thì làm 10 ngày Tết 5 triệu. Thế xong về cầm 5 cái triệu đấy là để chi trả trong một cái tháng. Bắt đầu là mình, tại vì trước đây là khi trong cái thời gian mình bị bệnh đấy, là mình không có thể là mình làm được cái công việc của startup của mình, là mình cũng sang nhượng rồi. Đấy, xong rồi một tháng cái tiền đấy để mình chi trả cho tất cả những cái gọi là cuộc sống, gọi là chi tiêu để mình bắt đầu một công việc mới. Đấy, thì mình không muốn xin bố mẹ mà, không muốn phải dựa dẫm vào ai cả. Thế sau đấy thì sau một tháng đấy, thì đến tháng thứ hai thì bắt đầu là mình đi làm, gọi là đi xin công việc làm ấy. Thì không hiểu tại sao mình thấy là tại sao cái công việc mình đã có những cái thời điểm mình làm từ những công việc là 30 triệu một tháng, 40 triệu một tháng mình đã kiếm được rồi. Thế đến lúc mình đi mới lên học việc thì người ta không thể trả mình cái số tiền như thế được. Người ta trả mình cái tiền đó là tiền học việc 5 triệu, 6 triệu một tháng. 5 triệu, 6 triệu một tháng mình cầm trong tay mình thấy đây không phải là cuộc sống của mình. Đây không phải, thực sự nó không phải là cuộc sống của mình. Mình không thể mình cầm nhặt cái đồng tiền lẻ như này được. Thế sau đó thì em bắt đầu thấy rằng là em follow những người mà thành công. Em bắt đầu rằng là hiểu rằng là nếu như bạn muốn thành công thì bạn phải bán hàng. Tại vì tất cả trong cái cuộc sống này, tất cả những kỹ năng nó là kỹ năng bán hàng. Nếu như bạn nắm giữ được cái kỹ năng bán hàng thì cuộc đời của bạn sẽ hạnh phúc. Đấy, thì em bắt đầu em manh mún được rằng là những cái suy nghĩ như thế, những cái tư duy đó. Thì sau đấy thì em bắt đầu em đi, lúc đấy có như mình máu chiến lắm. Mặc dù rằng là mình cũng đã từng gọi là mất tiền này nọ, nhưng mà mình vẫn nghĩ rằng là mình phải làm được cái điều gì đấy. Em đi nhập 100 triệu tiền hàng, mà 100 triệu đấy em đi vay. 100, chính xác là 115 triệu.
tại vì 15 triệu tiền đặt cọc nữa. Đấy. Thế xong 115 triệu tiền hàng, 6 tháng liên tiếp em không bán được. Có nghĩa là vì sao? Vì bản thân em không có tư duy bán hàng, em không bao giờ bán hàng từ trước đến nay. Em chỉ làm nghề thôi. Em chỉ làm nghề thôi, em không bán hàng. Thế xong rồi em không bán hàng được. Hàng gì nó chất đầy một kho luôn. Có nghĩa là 100 triệu thì cái số lượng hàng mình phải ôm ấy, nó nhiều lắm. Thế sau đấy thì tiền hàng ngày thì vẫn trôi qua, mình không biết làm thế nào mình bán. Mình bán thì cái số lượng hạ bán của mình chỉ là một thỏi son hay là một cái loại này, cái kia. Mình cảm thấy rằng rất là bế tắc luôn. Thế sau đấy thì mình quyết định, mình nói rằng mình suy nghĩ lại. Mình suy nghĩ rằng là tại sao những người khác kia người ta bán được hàng mà mình không bán được hàng. Thế sau đó thì em bắt đầu em quay trở lại cái nhìn lại bản thân mình. Mình thiếu cái điều gì đấy. Thế sau đó thì em đi tiếp thị. Em đi tiếp thị từng nơi một, đến từng cửa hàng thuốc, đến từng cái cửa hàng mỹ phẩm em tiếp thị. Người ta nói chung là người ta cũng nói rất nhiều, đập vào mặt mình. Ôi chị không mua, ôi cái hàng này thế kia, ôi chị không có nguồn, chị không có nhu cầu đâu em đừng có chào chị. Thế nhưng mà em vẫn nghĩ rằng là nếu như mình không làm thì mình sẽ không có cách nào khác cả. Thế là bắt buộc em vẫn phải đi, có những ngày em đi 50 cây số, vừa đi vừa về, xong có những ngày đi liên tục mà trời nắng rất là nắng luôn. Em là con gái nhưng em vẫn xông phi luôn. Không có cái gì gọi là đối với em nó lúc đấy gọi là không gọi là mình. Người ta nói có một cái câu rằng là bạn sẽ không biết rằng mình có thể mạnh mẽ đến khi nào, đến khi mà cái sự mạnh mẽ nó là cái sự lựa chọn duy nhất của bạn. Đó. Thế thì đến cái lúc đó mình chỉ có một cái lựa chọn duy nhất, mình phải mạnh mẽ. Xong rồi mình đi xong mình tiếp thị xong đến một thời điểm cũng hết cái sản phẩm. Hết được 100 triệu đấy của em. Hết 100 triệu nhưng nó vào tiền chi phí hết, nó cũng không có lời luôn. Thế sau đó thì em bắt đầu là em thấy rằng là em nhìn nhận thấy rằng là trong cái môi trường kinh doanh nó, nếu như mình cứ làm như thế này, mình cứ làm mãi thì cái sức của mình nó chỉ có giới hạn thôi. Có nghĩa là mình không thể nào làm được tốt hơn, làm được nhiều hơn. Nếu như mình muốn mình cần phải thời gian chăm sóc khách nhiều hơn, mình phải đi nhiều hơn. Tại vì nếu như mà mình không có đi nhiều ấy, thì mình mất khách, mất các đại lý như vậy luôn. Mình mất tất cả những người như thế luôn. Thì mình cũng không chăm sóc họ, mình không đến, mình không chăm sóc thì mình không, cái sức của mình không thể đi được như thế. Một ngày mình cũng chỉ đi được đến 1-2 cửa hàng, đến 10 cửa hàng là kiệt sức rồi. Thế mình không thể đi đến nhiều 100 cửa hàng. Thế xong lúc đó em lại suy nghĩ lại. Em nói thấy rằng là bản thân mình á, có nghĩa là mình như kiểu con kiến á, mình vừa đi vừa dò đường á. Mình vừa đi vừa dò đường á. Thế sau đó thì em bắt đầu rằng là em nghĩ rằng là cái này thực sự là nếu như mà mình cứ thế này mà mình nhìn nhận thấy rằng là cái kinh doanh online nó đã đang một cái xu hướng và nó đang là một cái xu thế và nó tiết kiệm rất là nhiều trong nếu như mình sử dụng cái công nghệ hoặc là những cái công nghệ mình tiết kiệm rất là nhiều con người bên trong đó. Và thế sau đó thì em manh muốn rằng là em có tìm hiểu và bắt đầu em thấy rằng là cái công việc Blue Skin nó là một trong những công việc mà nó sử dụng là về cả digital marketing, về cả những cái liên quan đến con người và nhân bản con người và hệ thống. Và em thấy rằng là em nhìn nhận thấy rằng là nếu như em muốn đi nhanh thì em không thể đi một mình, mà nếu như em không thể chăm sóc theo kiểu dạng như chăm sóc truyền thống cũ được, em không thể làm như thế, em không thể lấy 5 năm 10 năm tuổi thanh xuân của mình để kiếm cái tiền lẻ như thế. Thế sau đó thì em bắt đầu là em mới manh muốn rằng là em hỏi một người bạn, em chỉ hỏi duy nhất họ một điều rằng là sản phẩm có tốt không chị? Chị không cần phải nói với em nhiều, em chỉ hỏi duy nhất một thứ thôi, sản phẩm có tốt hay không? Thế xong rồi chị nói rằng là sản phẩm rất là tốt, bản thân chị còn mua, chị sử dụng. Và bản thân chị khi chị vào làm việc Blue Skin thì chị còn mua những cái sản phẩm để cho gia đình mình dùng. Thế nên em chỉ nghe đúng một cái câu đó và em bắt đầu quyết định làm với chị ý đó luôn. Làm với chị đó luôn. Em không cần đến cái câu hỏi là mình kiếm được bao nhiêu tiền. Có nghĩa là bao nhiêu tiền, em hiểu rằng là bao nhiêu tiền hay không, nó là do cái công sức của mình, do cái sự lao động của mình mà nó ra. Đấy. Thế sau đó thì em bắt đầu là em đến với công việc Blue Skin. Thì khi mà bắt đầu đến công việc Blue Skin thì trước đây em chưa bao giờ em đi học, từng học qua các lớp công nghệ, chưa bao giờ học qua những cái lớp mà về kinh doanh, về tất cả mọi cái về công nghệ này nọ, em không có học qua bao giờ cả. Đó, thì sau khi mà em đến thì có khá là nhiều những cái khó khăn đối với em. Gần như mọi thứ em phải học từ đầu luôn. Em cũng đã từng bán hàng nhưng telesale thì em chưa bao giờ telesale. Em bán hàng ở ngoài, bởi vì em đi tư vấn tiếp thị ấy, em cũng đã từng bán hàng nhưng em chưa telesale bao giờ. Thế thì khi bắt đầu mà em lúc đó em chỉ có duy nhất một thứ,
tại vì một những cái thời điểm đấy, thời điểm em bắt đầu em làm Nu Skin thì lúc đấy em đã đang nuôi con rồi, con em đang học ở trên cùng với em luôn, thì một tháng thì bạn ấy học hết khoảng độ 10 triệu một tháng. Thế thì em lúc đấy thì em có nghĩa là bản thân mình luôn luôn có một cái suy nghĩ gọi là nào về phía trước, nào về phía trước, mình không quan tâm về những cái khó khăn bên cạnh, mình không quan tâm luôn đấy. Sau đấy thì mình bắt đầu mình làm công việc đấy, mình không có thu nhập luôn đâu anh ơi, có nghe thấy Linh, mình không có thu nhập luôn. Thế sau đó thì mình bắt đầu rằng là mình tele sale thì mình vì mình không chạy ra số, mình phải đi xin số. Và lúc đấy mình chỉ có duy nhất một thứ mình biết rằng là mình không có tiền đầu tư vào quảng cáo, mình không có thời gian ngồi để học tập. Mình chỉ có duy nhất một cái là cái khả năng của bản thân mình, cái sức lực của mình, thì em sẽ tele sale từ sáng đến tối, từ tối đến đêm luôn đấy. Thế xong rồi cái tư tưởng của em ngay từ đầu rằng là mình phải làm được điều đấy thì mình mới cho người khác được cái điều đấy. Thế nên là em tele sale sáng là 8 giờ em bắt đầu là em có mặt ở văn phòng rồi, em gọi số cũ, số like, số tất cả các loại số em gọi hết, có nghĩa là em không chê một cái số nào luôn. Em gọi xong rồi em gọi đến trưa đến tối, xong rồi tối lại đến 11 giờ 12 giờ đêm mới về, xong sáng hôm sau lại cứ quay vòng như thế. Nhưng một cái tháng đấy em cũng chỉ thu nhập có 7 triệu một tháng thôi. 7 triệu một tháng mà trong khi đấy 7 triệu một tháng mà đến trong khi đấy mà con em là đã học hết 10 triệu một tháng rồi. Nói chung là cũng sẽ phải lấy cái tiền khác để bù vào cái khoản tiền đấy. Thế nhưng mình vẫn quyết tâm. Mình quyết tâm bởi vì mình suy nghĩ lúc đấy đúng một thứ là như này. Tất cả những doanh nghiệp nó nắm nòng cốt đó là những cái gì? Là cái marketing và sale, có nghĩa là bán hàng. Thế nên là em biết rằng là cái con đường em chọn nó không sai, cái đường em đi nó không sai. Nên là em quyết tâm là em cứ làm mặc dù tháng sau cũng vẫn cứ 7 triệu, 10 triệu. Bởi vì lúc đấy mình chưa marketing được, mình cứ phải đi xin số, mình gọi số. Xong rồi mình cứ phải gọi những cái số, gọi đi gọi lại xong rồi. Thế thì sau đấy về sau này mình mới bắt đầu marketing được. Thì số nó đổ về, thì lúc đấy mình bắt đầu mình sale. Có những thời điểm em sale ấy, 10 ngày là em lãi 70 triệu 10 ngày rồi. Đấy là em lại cứ đi cho vay điểm tứ tung em. Em cứ cho đi vay điểm gọi là tứ tung luôn. Có lẽ mình không bao giờ mình nghĩ rằng là thừa rất nhiều luôn, bởi vì có những tháng em vào 10k nhưng không vào điểm. Em cứ cho đi vay điểm thôi, bởi vì em nghĩ rằng là cái đấy, em nghĩ rằng là bởi vì bản thân em nghĩ rằng là vì mình đang dựa vào một thứ đúng là Facebook, một thứ duy nhất là Facebook. Thế nên đến một thời điểm là mình sẽ bị như nào? Mình sẽ bị rằng là không thể nào biết rằng Facebook nó cho mình, thả cho mình hay là như nào. Nên là em cứ cho vay điểm, đến lúc em không bán được thì em lại lấy điểm đấy về. Nên lúc đấy em lại nghĩ như thế. Dạ vâng. Thế nên lúc mà khi em bán có những... Không bao giờ chết đâu. Nó không chết, nhưng kiểu có những cái lúc mà anh em chạy xong bị bão, bị bùng rồi đủ thứ, em cũng không hiểu lại sao. Thì bởi vì mình không có kiến thức nhiều về marketing, nên mình chỉ dừng lại ở mức độ rằng là mình gọi là mình tạm có thể đủ để mình làm thôi. Đấy. Sau đó thì bắt đầu rằng là sau đó thì bắt đầu khi mà em bắt đầu em sale được rồi, em kiếm được ra tiền rồi, thì lúc đấy em thấy rằng là nếu như mình cứ sale như này á, mình cứ sale nhưng mà em cũng không có làm hệ thống mạnh, thực sự là như thế. Bởi vì rằng là em vẫn tập trung vào bán hàng nhiều, vì cái bán hàng nó lúc nhanh tiền hơn, và em cần tiền lúc thời điểm đấy là em cần tiền nhanh hơn, chứ không phải việc là tiền dài hạn. Đấy, nó có nghĩa là cái thời điểm đấy nó là như thế, mình bắt buộc mình phải kiếm rất là nhiều tiền cái lúc đấy. Thế thì đến khi mà bắt đầu là em sale xong được một thời gian, thì cũng các bạn gọi là nhìn thấy rằng cái thành quả của mình mình làm được, và mình là một, có nghĩa là mình không phải là một người tài giỏi, không phải là một người quá tài giỏi, mình không có cái gì giỏi cả, nhưng tại sao mình làm được đấy. Thế thì các bạn bắt đầu là follow rồi, các bạn cũng có tin tưởng mình và bắt đầu đi theo làm việc cùng với mình. Thế thì sau đấy thì khi mà bắt đầu như thế thì em cũng rất là cảm ơn luôn. Đó là trong cái tháng vừa rồi, đó là cái thành quả là em đạt được 10k ấy. Thực ra thì 10k thì từ trước Tết em đã đạt được rồi, nhưng không có vào điểm. Em đã không vào điểm là em cứ đi cho vay thôi. Thế sau đó thì em cũng rất là cảm ơn là những người bạn, những người đồng hành, những người anh em đã gọi là tin tưởng em, đặt niềm tin của em và đi theo và làm việc cùng em. Đó. Thế thì sau khi mà em bắt đầu rằng là em bán được rồi ấy, em bán được rồi thì có cùng đồng hành cùng với em có một người bạn của em nữa. Người bạn của em cùng đồng hành cùng với em, thì bây giờ bạn đấy thì chạy quảng cáo khá tốt luôn. Em công việc của em thì tập trung vào sale là nhiều. Bạn ấy chạy quảng cáo khá tốt thì em chỉ sale hàng ngày, em chỉ sale và chăm sóc khách hàng thôi. Thế nên là sau đó thì cái tư duy, cái tư tưởng của em ngay từ đầu rằng là em sẽ cho những cái gì mình có.
đấy, cho những cái gì mình có, chứ em không có, không có gọi là từ trước đến giờ rồi mình sẽ cho gì mình có, nên em phải làm được điều đấy thì em sẽ cho người khác những cái điều đấy. Những cái gì thực sự rằng là mình hành trình trong cái cuộc đời của mình đi như nào, mình sẽ kể và mình sẽ cho các bạn ấy định hướng. Thế sau đến một thời điểm rằng là em thấy rằng bán hàng ấy nó cũng cho mình cái số tiền rất là nhiều. Có những thời điểm mình lãi hàng 70 triệu 10 ngày thì cái số tiền mình cũng nhiều lắm chứ. Đấy, mình cũng nhiều lắm, thế nhưng mình thấy rằng Xin cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã xem đoạn video clip này. Và để chúng ta là người đầu tiên nhận những cái video kế tiếp thì chúng ta hãy bấm vào subscribe của kênh của Linh. Chúng ta hãy bấm vào subscribe ở dưới đoạn video clip. Và chúng ta hãy nhớ bấm vào nút chuông. Nhớ nhá, bấm vào nút chuông, bấm vào nút chuông. Bởi vì khi chúng ta là bấm vào nút chuông thì mỗi lần mà Linh upload video lên thì chúng ta là người đầu tiên chúng ta nhận được cái video này. Và chúng ta hãy ủng hộ kênh bằng cách bấm vào subscribe và bấm vào nút chuông. Một lần nữa tôi muốn nhắc lại đó là chúng ta bấm vào nút chuông, bấm vào nút chuông, bấm vào nút chuông. Bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được video những cái kiến thức chia sẻ về phát triển về bản thân, kiến thức về kinh doanh làm thế nào để chúng ta thành công và làm thế nào để chúng ta hạn chế những cái thất bại trong cuộc sống này. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta. Hãy share video này để cho những người bạn của mình, để cho nhiều người bạn để chúng ta nhận được những video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở những đoạn video kế tiếp. Là cái này khi mình kiếm được tiền, mình mong muốn một cái sự cho đi. Vì bản thân em xuất phát, bản thân em con người em rất là đơn giản. Kể cả điện thoại ngày hôm nay, có những cái thời điểm trước đây khi em mà xà, em khoảng độ 5 năm, 6 năm về trước em đã kiếm 30 triệu, 40 triệu một tháng, thì tại sao em không mua được xe đẹp và em dùng? Thế nhưng em vẫn đi xe quay bình thường. Đấy, đến bây giờ em vẫn dùng máy iPhone 6, cái con máy gọi là mua 99% chứ không phải mua mới luôn. Dạ, đấy, có nghĩa là rất là đơn giản. Thì em thấy rằng là bản thân mình không có cầu toàn quá nhiều về cái hình thức bên ngoài. Thế thì mình kiếm tiền nhiều để làm gì? Thế thì lúc đó em mới suy nghĩ lại, rằng bản thân mình trước đây khi mình đến cái mức độ tuổi, nếu như mình biết những cái tư duy mà những cái tư duy về kinh doanh, những cái định hướng ấy, thì khi mình mới 18, 20 tuổi thì đến bây giờ con người mình đã khác rất nhiều rồi. Mình giống như con kiến, mình vừa đi vừa mò đường, mình không có biết gọi là cái như thế nào cả. Thế nên mình mất rất nhiều thời gian trong cái việc là mình thất bại, làm rồi không được, Thế thì tính những trải nghiệm cho mình bài học, thế thì em lại mong muốn giúp đỡ nhiều người khác hơn. Yeah. Em luôn luôn có những cái bạn học cấp 3 ấy, bạn mới học xong, thì em luôn nói với các bạn ấy rằng là nếu như ấy, chị thực sự rằng là chị rất thương bọn em, bởi vì chị cũng đã từng trải qua cái giai đoạn như bọn em rồi. Có nghĩa là chị phải đi một cuộc quãng đường nó rất là vòng đi vòng lại và chị mới chạm được đến con đường này. Đó. Thì mình mới chạm được cái con đường này, mình mới bắt đầu là mình mới có manh muốn về kinh doanh, manh muốn về bán hàng nó như thế nào, làm như nào để phát triển bản thân rồi, thế là đủ thứ. Thế thì sau đó thì em thấy rằng là em rất là mong muốn luôn, em mong muốn làm sao có thể trao những cái gì mình có cho người khác. Thế nên chính vì thế mà em mới bắt đầu rồi, em thấy rằng là cái con đường kinh doanh của Lu Skin, duy nhất có Lu Skin thì mình không phải là duy nhất, nhưng nó là cái sự lựa chọn tốt nhất hiện tại. Nó có thể giúp đỡ được nhiều người hơn, trao đi những cái giá trị nhiều hơn. Thế nên em muốn trao đi và giúp đỡ rất là nhiều những người bạn, những người trẻ mà trước đây giống như mình, đã từng như mình, hoặc cũng có thể rằng các bạn chưa biết được những kiến thức như mình hiện tại bây giờ. Đó, thì chắc chắn một điều là các bạn sẽ không bị mất nhiều thời gian như mình. Đó là những cái điều mà em mong muốn. Thế thì cái tác động lớn nhất của em để mà em đạt được cái ngày hôm nay ấy, thì duy nhất đó là một điều, đó là gia đình. Thì vì xuất thân từ nhỏ đã làm sinh ra trong một gia đình không có điều kiện đấy, thì mình tự làm tự tất cả mọi thứ. Vì gia đình em ấy thì có 5 chị em gái, không có con trai luôn. Thì cái duy nhất của mình trong từ lúc nhỏ rồi, cái suy nghĩ của mình rồi, cái lúc mà mình từ cái lúc mẹ mình mang bầu đã nghĩ là mình là con trai rồi, bởi vì rất là mong muốn là con trai. Em là con gái thứ tư đấy, mong muốn là con trai. Thế nên là trong bụng mẹ lúc đấy mẹ nghĩ rằng là mình là sinh ra phải là con trai, vì ngày đấy không có siêu âm này nọ này kia, vì không có điều kiện để đi siêu âm luôn. Thì cũng chỉ nghĩ rằng là cái đứa này là con trai. Thế sau đó thì đến khi lúc mà mình sinh ra, cái hình dạng của mình y con trai luôn, cái hình dáng bây giờ đúng là cái tâm sinh tướng của mình nó thay đổi. Nhưng khi còn nhỏ ấy, em giống con trai lắm, ai cũng nói rằng là em giống con trai luôn. Thế thì mình, chính vì điều đấy hay điều gì đấy em không biết luôn, thế nhưng mà trong cái lòng em từ cái lúc còn rất là nhỏ luôn, em luôn suy nghĩ rằng mình phải có trách nhiệm với gia đình, bởi vì nhà mình có toàn con gái. mình phải có trách nhiệm với gia đình, bởi vì nhà mình còn toàn con gái, không có con trai. Thế thì bố mẹ sống trong một cái ngôi nhà cấp 4 lụp sụp, mình không mong muốn điều đấy. Thế thì em kiếm tiền em xây nhà cho bố mẹ luôn. Em đã làm được điều đấy cách đây khoảng độ 5 năm trước rồi.
em kiếm tiền em xây cho bố mẹ luôn, xây nhà cho bố mẹ. Thế xong rồi xây nhà cho bố mẹ xong rồi, nói chung là khi mà em năm 26 tuổi em đổ bệnh cũng là một phần do cái sự lao lực nó dẫn đến. Đó, thì thế thì em mới thấy rằng là tất cả, trải qua tất cả những cái chuyện đấy, em mới nghĩ ra một điều rằng là ấy, cái sức của mình nó chỉ có giới hạn thôi. Cái sự duy nhất của mình ấy, cái việc mà mình có thể làm kiếm tiền, hay cái việc mà mình có thể rằng mình cho đi, mình trao giá trị đi, mình chỉ có duy nhất đó là cái cách làm trong cái công việc, đó là môi trường trong một cái hệ thống, là nhân bản con người. Nhân bản con người, nhân bản cái bản thân mình lên để mình có một cái hệ thống nó lớn hơn, để mình có thể trao đi cái giá trị của mình, những cái gì mình cho đi nó lớn hơn, để giúp đỡ được nhiều người khác hơn, có thể kiếm được tiền, có cuộc sống tốt hơn. Và đôi khi bản thân họ mặc dù chưa kiếm được tiền nhưng họ sẽ nhận được những cái tư duy tốt và những cái kiến thức tốt đẹp hơn. Nếu như họ có kiến thức hơn này, họ có tư duy hơn, cái chất lượng cuộc sống của họ đã bước sang một cái trang mới rồi, đã bước sang một cuộc hành trình mới và một cuộc đua mới rồi đó. Thế thì bên cạnh đấy không có thể là không nhắc đến, đó là con trai của em. Em nuôi con trai một mình từ khi mà nó mới bắt đầu 1 tuổi. Thế nên là tất cả những cái thứ đấy nó là cái động lực rất là lớn đối với em. Có nghĩa là bản thân mình khi mình bắt đầu mình làm Blue Skin, ngoài cái việc đó là mình thất bại, mình làm không có được nhiều cái, thì mình cũng nghĩ rằng là mình chỉ có một cái việc duy nhất, đó là mình không được thất bại nữa. Mình chỉ có một điều, mình không được thất bại nữa. Nếu mình thất bại thì gia đình của mình không thể chịu được nữa. Có nghĩa là ví dụ như là cái nền tảng của gia đình mình lớn đúng không? Thì mình có thể thất bại, mình có thể tiêu cái số tiền rất là lớn trong gia đình. Nhưng nếu như mà mình không có gì ngoài cái việc đó là ăn uống là phải no từng bữa, rồi là tiêu cuộc sống một tháng chỉ hết mấy triệu ấy, thì mình không có quyền thất bại nữa. Đấy, thế xong rồi em bắt đầu rằng em nhìn nhận đúng mọi thứ, em nhìn lại, soi lại mình, nhìn lại mọi thứ xung quanh. Thế em thấy rằng là chỉ có Blue Skin nó giúp con mình vừa kiếm được tiền, vừa phát triển công việc lên. Vì bản thân mình không phải gì, mình không phải duy nhất là mình kiếm được tiền, vì trước đây em đã từng kiếm rất nhiều tiền, nhưng bản thân em không có khác, không có thay đổi. Và em cũng không có suy nghĩ rằng là mình cuộc chất lượng cuộc sống của mình khác lên. Mình vẫn thế, mình vẫn đi làm thuê, vẫn tư duy thế, vẫn thằng giám đốc nó chỉ đâu mình làm đấy, vẫn cứ gọi là nghe theo tất cả mọi thứ của những người khác thôi. Thế sau đó thì em bắt đầu rằng là em thấy rằng là riêng Blue Skin thì nó lại khác. Nó cho mình kiếm tiền, nhưng nó do cho mình cái khả năng, cái phát triển bản thân lên, cái tư duy mình lên, mình tiếp cận được những người thầy hơn, mình có mối quan hệ những người bạn cùng tư duy với mình hơn. Cái mối quan hệ của mình bắt đầu nở ra và bắt đầu mình gặp gỡ nhiều người thành công hơn, thì mình học hỏi được rất là nhiều thứ luôn. Đó, mà không cần phải rằng là mình cứ phải mình thất bại mình mới học được, mình học hỏi rất là nhiều từ những cái mối quan hệ trong những người bạn làm cùng Blue Skin trong cuộc hành trình của Blue Skin. Đó. Thì trong một cái quá trình em cũng muốn chia sẻ với mọi người thêm, đó là trong cái quá trình em làm Blue Skin từ bắt đầu từ tháng 8 năm ngoái là bây giờ là tháng 6, là cũng được 8 tháng. Thì trong có một lớp học của thầy Alan Gao có về Việt Nam, cái khóa đầu tiên của năm ngoái đấy ạ. Đó thì là em có học lớp thầy Alan Gao, thì thầy có một cái rằng là thầy có, em thấy hôm đấy thầy dạy rằng là về cái top 5 ấy, thì em thấy hay quá. Có nghĩa là bản thân em từ trước giờ chưa có ai gọi là chia sẻ cho em những cái điều em thấy hay quá, nhưng em về em làm theo. Nhưng á, có nghĩa là những cái gì mình làm theo gọi là mình bắt trước ấy, mình sẽ không bao giờ bền được. Mình không hiểu tại sao mình làm như thế. Mình có hiểu nhưng mình không thể hiểu sâu sắc. Thế giờ trong cái thời điểm mà em bắt đầu em viết top 5, em tuyên thệ mọi thứ, cái thành quả của em nó đến liên tục luôn. Cũng có thể do cái lý trí của mình nó mạnh. Cái lý trí của mình có nghĩa mình vận dụng cái lý trí từ lâu rồi. Dạ vâng, cái tiềm thức của mình nó từ lâu rồi, có nghĩa là mình mong muốn, mình cứ hướng về phía trước thì mình không có suy nghĩ về những cái khó khăn bên cạnh ấy. Thế nên là những cái đấy của em rằng là từ trước em đã suy nghĩ, mặc dù chưa ai dạy em điều đấy. Thế nhưng mà đến cái thầy Alan Gao thầy dạy cho em điều đấy thì em thấy rằng là cái này nó hay quá, nó đúng quá. Thì em sau đó em làm theo. Thế đến một thời điểm em không biết tại sao mình làm theo này, xong rồi mình cứ quấn theo cái việc đó là mình sale, xong rồi mình bán hàng, rồi mình nói chuyện với khách hàng, xong rồi đến lúc mình bỏ luôn. Mình bỏ từ bao giờ mình không hay luôn. Đó, sau đó thì bắt đầu khi mình chốt, từ những ngày đầu tiên mình chốt 10 viên cho khách mình vui lắm. Một hũ mình cũng rất là vui. Sau đến khoảng độ, đến dần dần 2 hũ em không còn cảm xúc. Máy, hũ, chu phây, rồi kem, rồi rất là nhiều thứ em chút trong một combo em cũng không còn cảm xúc luôn. Mình không còn cảm xúc, mình cũng không hiểu tại sao là mình không còn cảm xúc nữa. Thì lúc đấy em bắt đầu đi làm, nó giống như là kiểu dạng như là một cái máy ấy. Mình cứ đến xong làm sale, chăm sóc khách, gọi khách, chốt đơn.
giống như một cái máy thôi. Mình không biết rằng là mình làm cái gì, mình cứ làm như thế, cứ hàng ngày qua ngày, hàng ngày qua ngày. Sau đến một thời điểm, mình chững bán hàng lại, mình chững lại. Mình không hiểu tại sao mình không sale được. Mình không hiểu tại sao mình không có thể mình nói chuyện được với khách như trước. Cái năng lượng trong con người mình nó không được như trước, cái nhiệt huyết nó không còn như trước nữa. Yeah. Đó. Thế thì em bắt đầu em nhìn lại bản thân em, vì em hay có cái thói quen nhìn lại. Nỗi ở đâu? Em thấy rằng là ấy, khi mà viết top 5 và mình đọc tuyên thệ, nó cho con người mình năng lượng nhiều hơn. Nó cho bản thân mình, nó sống lại những cái ước muốn, những cái ước mơ, những cái thành quả của mình tương lai mình đạt được. Thì lúc đấy cái trong cái lòng của mình ấy, mình cảm thấy vui vẻ và mình hạnh phúc. Và lúc đấy mình cảm thấy cái năng lượng của mình tự nhiên nhân gấp bao nhiêu lần luôn. Thì em lại bắt đầu quay trở lại, em lại rèn luyện những cái thói quen. Em dậy sớm, chạy bộ, tập thể dục. Sau đó thì em viết top 5, sau đó thì em tuyên thệ. Em lại làm lại thì bắt đầu thành quả nó lại trở lại. Yeah. Thành quả nó trở lại. Thế nên là em chia sẻ với anh chị em rằng là những ai mà trước đây đã từng làm top 5 và những ai chưa làm top 5 thì em khuyên chân thành tất cả mọi người luôn. Hãy làm nó hàng ngày và duy trì nó đều đặn. Nó sẽ cho bản thân con người mình rằng là những cái gì, những cái nhiệt huyết, những cái năng lượng và những cái ước muốn, ước mơ của mình đạt được bao giờ mình cũng không biết luôn. Đó. Đó là những cái điều tâm đắc của em. Đó thì thế thì sau khi mà em bắt đầu, chính những cái điều đấy nó làm cho em, con người em năng lượng, thì nên là em sale số lượng sale của em cũng, đơn hàng của em cũng rất là khá cao. 20 mấy triệu, 26, 27 triệu một đơn hàng, khách hàng chốt mới luôn thì em vẫn chốt được. Đấy, em vẫn chốt được. Thế thì bắt đầu đến chính vì cái điều đấy, thế nên là vì sao mà mọi người nhìn thấy thành quả, mọi người đến với em thì cũng là lý do là như thế, nên là em mới có thể rằng là tạo ra doanh số là 10k điểm một tháng là như vậy. Yeah. Chứ cũng không có cái gì to tát đâu ạ. Dạ, dạ đúng rồi, top 5 và tuyên thệ nó cho mình rất là nhiều năng lượng. Và năng lượng nó là gì ạ? Nó là ngân lượng đúng không ạ? Yes. Nó là ngân lượng. Mình cứ có năng lượng là có ngân lượng. Đó thì lúc đó là mình không có bị mất năng lượng luôn. Dạ. Thế thì khi em thấy rằng là những cái thách thức mà những cái mà em cho các bạn lời khuyên ấy, thì em thấy rằng là những cái khó khăn thì ai cũng có, trong tất cả những môi trường nào cũng thế thôi, tất cả những công việc thế thôi. Nếu như ấy, mình cứ nhìn vào những khó khăn thì mình đi đâu cũng vậy thôi, thực sự là như thế. Em từ trước đến giờ gọi là cũng gọi là 29 nồi bánh chưng, em chưa gặp lại, em chưa bao giờ em gặp phải một công việc nào mà nó quá thuận tiện cho mình, quá thuận lợi cho mình. Có nghĩa là gần như là cái công việc nào khó khăn đến đâu cũng có một những cái người như này, cũng có một người ghét bỏ mình, cũng có một người xỉ bỉu mình, cũng có một cái sự gọi là xếp mình, đè lén mình, hay là những cái khó khăn xung quanh nó. Rất là nhiều những khó khăn, nhưng đấy là mình không quan tâm luôn. Mình không quan tâm điều đấy, mình quan tâm là mình muốn gì thôi. Mình chỉ quan tâm duy nhất mình muốn gì, mình cần phải làm gì. Và sau đó khi mình quan tâm những cái điều đấy thì những cái thứ khác mình gạt tất cả sang một bên, mình không quan tâm. Thì tự nhiên ấy, tự nhiên cuộc sống của mình ấy, có một cái lời của thầy Đinh Nguyễn, thầy có nói rằng là ấy, hãy tránh xa những người mà ăn cắp cái niềm hạnh phúc của bạn. Niềm hạnh phúc nữa. Có nghĩa thầy Đinh Nguyễn ấy, niềm hạnh phúc của bạn, cái niềm vui của bạn đấy ạ. Có nghĩa là gặp họ, họ cho mình cái gì? Gặp họ cho mình cái niềm tức giọng đúng không? Cho mình cái sự không có vui đúng không? Thì mình tránh xa họ thôi. Mình đâu có cần phải đối kháng với họ. Đấy, thì em thấy rằng là ở đâu, hoặc là cũng cái công việc cũng thế, là cái khó khăn mình tránh xa nó ra. Mình nhìn thấy rằng là mình nhìn thấy cái mình không nhìn khó khăn nữa, mình không thèm nhìn khó khăn nữa, mà mình nhìn thấy rằng cái gì mình muốn thôi, thì tự nhiên rằng là cái những cái mình muốn bắt đầu rằng nó sẽ làm cho mình cảm thấy rằng cuộc sống mình nó rất là cảm thấy thoải mái luôn. Em thấy rằng là nếu như để mà tiêu cực thì em nghĩ rằng là với em ấy, so với những nhiều người xã hội ngoài kia thì bản thân em là người tiêu cực nhất. Nếu như để mà tiêu cực, nhưng em đã không tiêu cực thì chẳng có lý do gì các bạn tiêu cực cả. Bởi vì em trải qua em trải qua rất là nấc thang, rất là nhiều, mới có 28, 29 tuổi thôi, nhưng em trải qua rất là nhiều thứ, rất là nhiều biến cố, từ cái việc lập gia đình không thành công, đến việc nuôi con một mình, đến việc bệnh tật, đến việc phải có nghĩa là mình phải đối mặt với sự sống và cái chết rồi, thì mình chẳng có cái gì mình gọi là mình có thể rằng mình có thể mình không làm được cả. Đó, nên là chả có lý do gì các bạn phải tiêu cực cả. Đúng không ạ? Đó thì em những cái câu chuyện của em nó cũng chỉ có xoay quanh, nó chỉ có như thế thôi. Thì em nghĩ rằng là những cái thách thức tất cả mọi cái thì nó không thể tránh được. Ví dụ như là từ chối khách hàng, từ chối mua hàng, rồi những cái người bạn của mình từ chối mình,
mình có mình làm việc cùng ấy, hay là người ta nói rằng là ôi mình nó làm cái đấy làm đa cấp ấy, thì cái đấy không thể tránh được luôn, không thể tránh được. Nhưng đối với em rằng là em không nghĩ, em cũng có lời khuyên rằng là mình không nghĩ về cái đấy luôn, mình chỉ nghĩ rằng mình muốn cái gì thôi, tại sao mình phải nghĩ về điều đấy đó. Thì em chỉ có những cái lời chia sẻ như thế thôi, thì có thể rằng là em nói bằng những cái cảm xúc của mình, nó chưa có một cái gì gọi là theo một cái bài bản hay theo khuôn mẫu, nhưng nó là cái lời nói thật lòng của em. Dạ, nó là cái lời nói thật lòng của em đấy ạ. Dạ. Cũng giống như anh Linh, dạ, dạ, cũng giống như là ngày hôm nay, có nghĩa là bản thân em muốn trao đi giá trị thì em sẽ chia sẻ tất cả những cái gì mà em muốn nói, những cái gì trong những cái thời gian em trải qua. Thì kể cả như nếu như thực sự rằng là nếu như các bạn trẻ không có thứ nhất đó là em thấy rằng là các bạn trẻ hiện tại bây giờ ấy, thường là ba không, không tiền, không mối quan hệ, không kiến thức, không gì cả luôn. Thì Nu Skin nó là một trong những cái môi trường nó giúp bạn đạt được ba thứ đấy luôn. Nó cho các bạn thứ nhất đó là kiến thức, thứ hai đó là các bạn kiến thức mà những cái kỹ năng các bạn sẽ rèn luyện. Bạn ở ngoài kia ấy, có những cái khóa học ấy thu hàng năm 50 triệu, 100 triệu, 200 triệu, các bạn ấy đâu có tiền đâu ạ. Các bạn ấy phải đi vay, các bạn phải đi vay lãi. Em đã từng biết có những bạn, mình có nghe trong đầu rằng là đi học một khóa học đấy về mình sẽ giàu, mình sẽ thành công, và sau đó đi vay tiền để vay lãi, sau đó thì bắt đầu quay trở lại để mình có thể rằng là mình làm việc, mình làm theo những cái công thức đấy là mình sẽ giàu. Mình sẽ giàu trong một buổi tối mình ngủ dậy. Và sau đó thì cái một buổi tối ngủ dậy nó chỉ có cái khoản nợ thôi. Nó chỉ là những cái khoản nợ mà mình liều lĩnh thôi. Thế thì khi mà làm Nu Skin, khi mình đến môi trường Nu Skin, nó mình đừng có nhìn quá nhiều thứ đó là cái gì đó là cái kinh doanh như cái môi, tại vì nó cái kinh doanh gì đấy nó không được mọi người gọi là tiếp đón, gọi là hay là như thế nào đấy, em không biết. Tóm lại là em cũng không quan tâm. Đó. Thì nó cho mình cái gì? Nó cho mình những cái trải nghiệm, những cái kỹ năng, những cái mà mình rèn luyện hàng ngày. Nó là rèn luyện hàng ngày, nó đưa con người của mình, những cái giá trị con người của mình nó đi lên hàng ngày luôn. Mình tiếp xúc được những người giàu, mình có những cái tư duy của người giàu, mình bán hàng cho người giàu, là mình uống nước và nói chuyện cùng với người giàu, bản thân mình sẽ trở thành những cái người có ích trong cái cuộc sống này. Thực sự là như thế. Sau đó thì mình cho mình có những này, có tiền để làm gì? Mình có tiền, mình không phải là mình ra oai, mình làm gì cả. Mình có tiền để bản thân mình tốt lên, cuộc sống này nó hạnh phúc hơn. Ít nhất mình cũng không là gánh nặng cho gia đình. Ít nhất mình cũng không phải xin tiền bố mẹ. Và ít nhất ở ngoài kia mình gặp cái người ăn xin, mình có thể giúp cho họ 50, 100 để mình cho họ. Ít nhất là điều như thế. Dạ. Đến thứ ba đó là mình có mối quan hệ. Đó là những người khi mà bắt đầu công việc kinh doanh của mình bắt đầu lớn dần lên. Thì mình bắt đầu mình tiếp xúc được những người có cái tư duy tốt hơn mình, kiếm được nhiều tiền hơn mình. Và có những cái mà người ta cho mình những cái kiến thức, những cái mà trải nghiệm của bản thân họ đã đi qua ấy. Yeah. Đó, hoặc là mình có tiền, mình đi học những cái lớp học mà gặp được những người thầy rất là kiếm được rất là nhiều tiền rồi. Và cái tư duy con người bản thân mình thay đổi. Và tất cả cái chất lượng cuộc sống, cái con người của mình cũng thay đổi. Và gần như rằng là mọi thứ xung quanh của mình cũng cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc hơn. Yeah. Tại sao mình không làm ạ? Tại sao mình không làm điều đấy? Và tại sao mình cứ nghĩ rằng là mình làm điều đấy là sai? Thì các bạn nghĩ xem. Đấy, các bạn nghĩ xem rằng cái đấy nó là đúng hay là sai. Và em thấy rằng là nếu như mà mình không em cũng rất mong muốn rằng là em rất mong muốn bố mẹ em rằng là có thể nói một lời rằng là ý là mình rất là tự hào về một người con của mình. Mình bởi vì dù sao đi chăng nữa thì bố mẹ cũng rất là vất vả mà. Em còn nhớ những cái năm mà học lớp cấp 1, cấp 2 ấy, thì em không biết rằng là mọi người như nào, nhưng học cấp 1, cấp 2 bố mẹ em đã phải cãi nhau vì việc em xin tiền con đi đóng học. Bởi vì sao? Bởi vì không có đủ tiền cho con đóng học luôn. Cãi nhau vì cái điều đấy. Thì mình có mong muốn rằng là bản thân mình cũng giống như mình nuôi con mình như thế không ạ? Bản thân mình có muốn rằng là sau này mình sẽ phải cãi nhau vì cái tiền là con mình đóng tiền học, rồi là cãi nhau vì cái việc là con mình phải mua đồ này, mua đồ kia. Có muốn không ạ? Chắc chắn là mọi người sẽ không, đúng không ạ? Chẳng ai muốn điều đấy. Nhưng nếu như mà rất là nhiều người không muốn điều đấy, nhưng mọi người vẫn cứ tiếp tục. Mọi người vẫn lặp đi lặp lại những cái không muốn thay đổi những cái suy nghĩ. Mà mình nghĩ rằng là có rất là nhiều, em nghĩ rằng ở Việt Nam, không phải riêng gì, ở Việt Nam cái công việc bán hàng ấy ạ, nó là một cái gì đấy, nó rất là chưa được cái tiếp đón nhiều. Nó chưa lại là một cái ngành giống như là
rất là có một cái gì đấy không hay gì đấy. Đó, thì em thấy rằng là tại sao mình, nếu như bán hàng nó giúp bản thân mình, cuộc sống mình tốt lên, nó làm con người mình tốt lên, cái bản thân mình tốt lên thì cái xã hội là nó mới tốt lên được. Thì tại sao mình không làm điều đấy? Đó, là những cái lời em muốn chia sẻ. Dạ. Hay quá. Rất tuyệt vời đúng không? Rồi. Dạ. Anh nghe những cái câu chuyện của em ấy, thì anh thấy là có rất nhiều điểm cái tương đồng với anh. Ví dụ như cái việc mà cũng có rất nhiều người, hai lần có hai người leader rất lớn, họ là những thành viên dạ. thủ đô ở Malaysia với là Hồng Kông ấy. Họ hỏi dạ. cùng một cái câu hỏi, đó là khi mà kinh doanh công việc của Nu Skin ấy, thì dạ. đâu là cái khó khăn nhất đối với bạn? Dạ. Thì cái người đầu tiên đó là cô Xiaomi là ở bên Malaysia, thì cô này hỏi anh cái câu đó. Thì anh phải suy nghĩ một lúc, thì sau đó anh mới trả lời với cô này đấy. Là dạ. tôi không có một cái khó khăn nào cả. Thì cô dạ. này mới nói là anh nói xạo. Anh nói là tôi nói rất là thật. Bởi vì sao? Dạ. Sau đó thì khi đó có chị Nam Phương, thì chị Nam Phương mới nói là ôi thì chắc là phải có khó khăn, ví dụ như người ta từ chối này, rồi một cái gì đó. Thì anh mới nói là nếu dạ. mà như vậy đó thì khó khăn của anh nhiều lắm. Bởi dạ. vì lúc mà anh bắt đầu kinh doanh của Nu Skin ấy, thì lúc đó anh cũng đang gặp khó khăn về rất nhiều vấn đề, kể cả về tài chính. Bởi vì trước đó anh có một cái công việc mà bị thất bại từ ở bên Sinh, và dẫn tới dạ. đó cũng phải bị nợ rất nhiều. Cái thứ hai nữa là thời điểm đó là mẹ anh cũng đang bị ung thư. Dạ. Và anh đã phải chữa bệnh cho mẹ anh ở ung thư, mà tất cả tiền thì nó cũng thuộc vào anh. Mà lúc đó mình lại có ba cái công việc kinh doanh khác thì nó cũng đã tạo ra thu nhập, nhưng anh lại quyết định bỏ. Tức là anh dừng luôn hết tất cả ba cái công việc kinh doanh kia để tập trung làm 100% Nu Skin thôi, có là mình không còn một cái đường lùi nào hết. Và lúc này dạ. thì Nu Skin nó lại đang đi xuống. Cái thời điểm mà anh vào đó là Nu Skin nó đang đi xuống, doanh số nó đang tụt giảm kinh khủng. Người ta bỏ đi sang một coi làm về tài chính hết. Rồi lý do dạ. người ta cũng bỏ hết. Thì có là mọi thứ nó đang đi xuống như vậy, và trên mạng thì giá nó bán là giảm giá, bán giá dưới cả giá nhập luôn. Tức là tùm lum từ hết. Nhưng anh vẫn tập trung anh làm Nu Skin, và anh tin rằng là nó sẽ thành công, và anh tin rằng nó sẽ là thành công lớn. Và anh chỉ dạ. quan tâm điều mình muốn đó là gì. Và cuối cùng anh chứng minh đó là mình làm hiệu quả, và mình bán tốt được, mình có lãi, mình bán lẻ có lãi, rồi mình xây dựng ra cái hệ thống lớn. Đúng dạ. không? Thì lúc này dạ, mình mới nói rằng là ô, thế là có một sự may mắn. Thì thực tế là bởi vì lúc đó là vì mình không có bao giờ tập trung vào vấn đề, mà mình chỉ tập trung vào mục tiêu của mình đó là gì, mình tập trung vào giải pháp của mình đó là gì. Thì lúc đó mình dạ. tập trung, mình luôn tìm ra những giải pháp, mình luôn tìm ra những cái cách làm. Cho nên nếu mà mình tập trung vào khó khăn, tập trung vào những cái vấn đề đó, thì vấn đề của chúng ta nó quá nhiều, và không có ai dạ. mà không có vấn đề hết. Nhưng sự khác biệt giữa một người thành công và một người thất bại đó là người thành công luôn tập trung vào mục tiêu, luôn tập trung vào giải pháp. Còn người thất bại thì họ luôn tập trung vào vấn đề. Thì lúc đó vấn đề nó đến với nhiều, bởi vì đó là luật hấp dẫn. Giống như em viết top 2 đúng không? Thì khi mà đúng top 5 dạ. cái mục tiêu bán hàng ra sao, thì có phải kết quả nó dẫn tới, nó giúp cho em tìm những phương pháp. Nếu kể cả mình không dạ. có phương pháp, thì bắt đầu có những người đến, họ hỗ trợ, họ giúp cho mình. Và cuối cùng mình đạt dạ. kết quả. Đúng chưa? Đấy. Dạ, nên đúng là rồi. Một cái điều đó là chúng ta cần phải tập trung vào cái giải pháp, tập trung vào cái cách làm. Thì chúng ta sẽ có rất nhiều cách làm, đúng không em? Dạ, à. Đúng rồi ạ. Đúng rồi. Dạ. dạ. Thì hồi đó, xong đó, đến lúc mà vừa tháng 2 vừa rồi đó, là anh sang bên Philippines. Thì một lần đó cũng là đi chơi cùng các thành viên của Team Lead của Nu Skin. Lúc đó là anh đi học tiếng Anh bên đấy. Thì trên cái chuyến tiền đó thì cái anh ở thành viên, anh đó cũng là thành viên triệu phú ở bên Hồng Kông. Anh đó anh cũng hỏi anh một câu hỏi dạ. tương tự. Thì anh cũng trả lời lại tương tự là anh không có một khó khăn. Đó. Nên là sự khác biệt đó là do mình dạ. Tập trung vào cái gì đó thì nó sẽ ra cái đó. Đúng không? Nên là cái nghe câu chuyện của em thì anh dạ. cảm thấy nó đúng rồi gần gũi, và anh cảm được bởi vì mình cứ tập trung vô làm, tập trung vô giải pháp mình có kết quả. Đây thì có một bạn có đặt cho em một cái câu hỏi như thế này. À, bạn Ngọc Phương hỏi em là chị có thể chia sẻ tâm lý khi chốt đơn giá trị cao như nào không ạ? Em đang mới sell được nửa tháng nhưng mới bắt đầu từ sản phẩm giá trị dạ. thấp thôi ạ. Dạ. Bạn là bạn Phương, mình sẽ chia sẻ câu hỏi của bạn nhé. Trong cái lúc mà mình yeah. sale ấy, mình tele sale với khách hàng ấy, thì đa phần mình không có nghĩ về cái việc cuộc chốt sale của mình như nào luôn. Mình không nghĩ luôn, mình không bao giờ mình nghĩ là mình phải bán cái gì cả.
và mình chỉ thấy rằng mình cứ tập trung mình hỏi họ là chị đang bị như thế nào, chị đang cần chị đang muốn em giải quyết vấn đề gì cho chị. Và sau đó thì khi mà bắt đầu mình trong một cái tâm thế rằng là mình phải có một cái gì đó gọi là cái lời nói của mình nhá, cách làm nhưng vẫn phải có một cái lời nói của mình, nó phải tạo cái sự niềm tin nhất định với khách hàng. Vì cái giá trị của họ rất là cao và đặc biệt rằng là trong cái việc nó là telesale với khách nữa. Thì sau đó thì mình cứ tập trung mình nói với khách, mình hỏi khách rất nhiều luôn. Và cái giá trị của mình ấy thì nó chỉ có hai cái thôi. Giá trị của mình, cái mất của họ đó là mất tiền. Nhưng cái họ được nó là cái gì? Cái họ được của họ lớn hơn cái tiền họ mất thì kể cả đơn hàng nào em cũng bán được luôn. Những cái người mà không có tiền thì mình phải chịu. Thực sự là như thế, bởi vì những nhiều người là mình không có điều kiện thật sự thì mình phải chịu, nhưng cũng không có nhất thiết là mình phải bán những cái đơn hàng lớn mà có cái đều đặn, mà mình chỉ mình cho họ thấy rằng là cho họ những cái điều họ nhận được nhiều hơn cái tiền họ mất đi, thì chắc chắn là đơn hàng kiểu gì em bán được luôn. Em phải viết ra, em nên cầm bút em viết ra, mình nghĩ trong đầu, không có thể là mà não mình, mặc dù là mình chưa quen về cái việc lẩy số ấy thì mình đừng có nghĩ rằng là mình biết tất cả, mình không biết được đâu. Mình nói nghe đầu này xong mình lại tay này mình lại trôi ra luôn. Mình viết ra, mình viết ra giấy cái gì, cái và đặc biệt rằng em phải hiểu là em phải có niềm tin về sản phẩm, em phải yêu sản phẩm. Và trước đây chị cũng nói rằng là cũng chia sẻ với em là có những cái thời điểm mà khi chị chốt sale và chị chốt sale vì khách hàng có cái sự không muốn mua cái combo lớn ấy, thì chị cũng đã tách và mua cái nhỏ thôi. Và sau đó thì khách hàng thấy rằng là khách hàng nói với chị là không hiệu quả. Đấy. Không hiệu quả nhưng chị vẫn chốt tiếp, chị vẫn upsell cho họ, bởi vì mình phải có một cái niềm tin rằng là nhất định sản phẩm của mình phải có hiệu quả thì mà nhiều người mới đẹp lên là như thế. Em phải có niềm tin về sản phẩm là đầu tiên, cái đầu tiên, và em phải hiểu cái sản phẩm là cái thứ hai. Em phải hiểu rằng là hiểu sản phẩm, cái công nghệ A-Stock nó là cái công nghệ như thế nào là cái thứ hai. Đó, và cái thứ ba đó là em phải hiểu rằng là cái mà họ đạt được em viết ra. Cái mà họ được đấy ạ. Giống như bản thân mình luôn luôn đó là mình là một chuyên gia giải quyết cho họ, nhưng họ không phải là mình cầu xin họ mua hàng. Mình không có cầu xin luôn, mình không có phải nịnh họ để họ mua hàng. Mình không hỏi chị ơi chị à để mua hàng cho em đi, không cần phải như thế. Và em phải thấy rằng là em cho họ thấy rằng những cái gì mà em gặp, chị gặp em là may mắn này, chị gặp em là hời lắm rồi, chị gặp người khác là không có được. Đấy, luôn luôn cho khách hàng thấy rằng chị gặp em là hời. Bởi vì em biết rất nhiều thứ, em cho chị rất là nhiều cái, em giúp chị rất là nhiều. Đó, thì tại sao chị không mua hàng? Chắc chắn là chị sẽ mua hàng của em thôi. Cái giải thích như thế, có bạn Phương có khó hiểu không? Em nói cụ thể bạn hơn, ví dụ như demo dẫn dắt bằng một câu chuyện. Dạ, ví dụ như là khách hàng ấy, thì ví dụ như khách hàng trước đây cũng đã mua một cái bộ sản phẩm của Amway là cũng mấy chục triệu á, cũng gần 18 triệu, khách hàng kể chuyện như vậy, gần 18 triệu một cách đây 3-4 năm trước. Chị dùng chị không có hiệu quả gì, chị thấy rằng là không có hiệu quả. Nên là chị cũng mất niềm tin về sản phẩm. Sau đó thì khách hàng đấy thì mình cần thời gian nói chuyện với họ nhiều hơn. Mình nói chuyện với họ bình thường á, thì có những lúc chị nói chuyện với họ thì chị gọi điện, chị hỏi thăm họ thôi. Chị hỏi thăm họ, sau đó thì để 2-3, có những lần mà hỏi thăm đến cuộc sống của họ, chị đi làm như thế này, đi làm kia, công việc chị có vất vả hay không, chị có phải hay ra ngoài trời nắng hay không, mình đi vào cuộc sống của họ, mình đi sâu vào cuộc sống của họ. Sau đó thì họ cũng vẫn nói, họ cũng từ chối, họ nói rằng là chị để chị suy nghĩ về những cái sản phẩm của em. Thế xong chị nói rằng, em mới nói rằng là chị suy nghĩ đến bao giờ nữa ạ. Thực ra thì chị cũng là một trong những người phụ nữ, mình có quyền được yêu bản thân mình có quyền được làm đẹp. Mình có quyền được, nếu như chị cứ mất niềm tin như thế thì em không thể giúp chị được. Em không thể giúp chị phải mở lòng ra. Chị mở lòng ra, chị tin tưởng em sẽ cho chị cái sự tin tưởng. Còn nếu như ngày hôm nay chị nhìn em xem, em rất là chân thành đúng không ạ? Em nói chuyện với chị từ trước rồi, em nói luôn những cái sản phẩm nào nó giải quyết được như thế nào. Em không nói quá về sản phẩm, em không nói quá. Đó, thì cái thứ hai là nếu như da của chị thế này, em cũng nói luôn là em cả một cái combo của nó, máy rửa mặt, máy Lumi, máy Galvanic, Too Faced, kem chống nắng, combo của nó là những cái sản phẩm như thế, một cái bộ như thế, nhưng em không bán cho chị cả combo, em để cái máy rửa mặt lại. Thực ra thì cái máy rửa mặt lại để em chỉ bán Galvanic và Too Faced và kem chống nắng thôi, là ba cái sản phẩm nó giúp chị cảm nhận. Sau đó khoảng độ 5-7 ngày sau chị dùng, chị cảm thấy thích rồi, chị nói cho em, chị nói cho em là em rửa tiếp cho chị cái máy rửa mặt. Bởi vì nếu như em không muốn, em không
em không khẳng định cho chị về cái chất lượng của nó thì em sẽ không tách cái liệu trình ra như thế, và em luôn muốn chị mua cả cái combo của nó đó. Và những cái em luôn nói với họ rằng cái combo trẻ hóa, cái này thì nó là combo trẻ hóa, chị mua là chị dùng, là chị dùng cái combo này chứ chị không phải dùng một cái sản phẩm nào cả đó. Thì sau khi mà cái lúc đấy là em quan tâm họ ấy, thì lúc mà mình nói chuyện với họ, mình nói chuyện như bạn bè luôn, mình nói chuyện như bạn bè, mình kể cho nhau những cái câu chuyện là ngày hôm nay em ở nhà nên em vui vui em gọi điện em nói chuyện với chị, em rảnh nên em nói chuyện với chị đấy. Xong rồi sau đó thì đến lúc ngày hôm sau mình bảo là sau ngày hôm sau, hoặc cũng có thể ngày hôm đấy, trong cái lúc đấy mà nếu như mà khách hàng mà mình mạnh mẽ hơn thì mình có thể chốt được luôn cái cuộc sale đấy luôn. Thế thì nhưng mà em lại để ngày hôm sau, vì cuộc sale đấy gần đây nhất là em để ngày hôm sau em gọi lại cho khách. Tại vì họ nhóm F ấy, họ rất là suy nghĩ, và đôi khi mình phải quyết định họ. Họ bảo thôi chị cứ để chị suy nghĩ, bảo chị suy nghĩ đến bao giờ nữa chị. Bây giờ chị gặp em rồi, em giúp chị được. Nếu như chị gặp người khác thì họ sẽ không nói như thế đâu ạ. Họ luôn nói, và em nói với chị rằng là em giúp chị được thì em mới dám khẳng định cho mình, và em tách cái liệu trình ra như thế. Thì chị bảo gì, chị em mình tin tưởng nhau đúng không ạ? Chị em mình phải tin tưởng nhau thì chị em mình mới đồng hành con đường dài với nhau được. Chứ mất tiền là có thể là mất ít, số lượng ít, nhưng mất niềm tin là mất tất cả. Đúng không? Đó, thế xong rồi chị cũng bắt đầu em bảo là xong rồi em phải ra quyết định hộ họ. Em ra quyết định hộ họ, chị phải quyết định. Em quyết định bây giờ chị dùng trước cho em cái này đi. Sau đó thì họ đồng ý. Họ đồng ý, bởi vì trong những cái lời nói của mình có thêm thắt một những cái thứ rằng là mình đánh mạnh về những cái cảm xúc của họ, rằng là họ bao nhiêu năm họ không chăm sóc. Và họ, bởi vì trong cái quá trình mình nói chuyện, mình đi vào cuộc sống của họ, mình đã hỏi họ mà, thì họ nói là bao nhiêu năm nay chị không chăm sóc gì cả, chị cứ để cái da của chị như thế thôi, và chị thấy rằng bây giờ tuổi cao rồi, cái da mình nó không có được đẹp nữa. Thế thì mình lại đánh vào cái nỗi đau của họ, mình lại đánh mạnh vào nỗi đau, mình nói về cái nỗi đau của họ, cho họ thấy rằng là họ quên đi cái giá, họ quên đi cái giá và họ chỉ nghĩ về cái nỗi đau của họ thôi. Và lúc đấy bắt đầu thì cuộc sale của mình sẽ chốt được sale thôi. Chị sao? Em chỉ có chia sẻ thế thôi. Ok, rất hay đúng không? Các bạn có câu hỏi nào thì chúng ta tiếp tục đặt câu hỏi cho bạn Phạm Chiêu nha các bạn. Chúng ta có bất kỳ câu hỏi nào thì chúng ta cùng đặt câu hỏi cho Chiêu nhé. Chiêu hiện nay, em năm nay em đặt mục tiêu để đi Moscow chứ? Dạ, em sẽ cố gắng hết sức ạ. Em có đặt mục tiêu, em có biết top 5 của mình là đặt mục tiêu đi Moscow, và em sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành cái mục tiêu đấy. Dạ. Thật ra thì nếu có mà 10.000 điểm á, 10.000 điểm một tháng mà chia đều ra thì 4 chân dưới, mỗi chân 2.000, rồi em bỏ vào chân mình 2.000 là cũng đủ đi. Nhưng mình không làm như vậy, đúng không? Không tối ưu được. Dạ, không tối ưu được lợi nhuận ạ. Em chỉ cần giúp 4 cái bạn ở dưới trực tiếp của em, mỗi bạn 10.000 nữa là ngon luôn. Đúng không? Dạ. Anh nghĩ là em nên đặt mục tiêu là, bởi vì đây là cái cách của anh thôi. Bởi vì anh nghĩ là em cũng giống như anh là cái cá tính nó mạnh mẽ đấy, quyết liệt đấy. Thì cái năm đầu tiên là thời điểm này, đúng thời điểm này anh bắt đầu mới làm Nuskin này, là 3 năm trước là đúng thời điểm này anh bắt đầu làm Nuskin. Thì lúc đó anh, vì anh đặt mục tiêu đó là năm nay luôn là anh phải lên Team Leap Platinum 4 Star. Và khi mà anh đặt mục tiêu là mình năm nay phải lên Team Leap Platinum 4 Star thì anh phải, thứ nhất đó là tháng đầu tiên anh cũng bán lẻ rất nhiều luôn, một ngày anh bán 200 đơn. Dạ. Đó là, ngày đó anh một ngày anh bán 200 cái đơn kem đánh răng AP4 ấy. Có nghĩa là anh bán kem đánh răng mà đến đó là sáng tỉnh dậy anh chưa kịp đánh răng là anh đã phải bán hàng rồi. Bán hàng rồi đóng hàng, gói hàng, lên đơn làm từ sáng sớm lúc 4-5 giờ sáng. Bởi vì khách hàng mà họ lớn tuổi á, mà dậy sớm lắm. Thì anh bắt đầu làm khoảng từ 5 giờ sáng cho đến khoảng 11-12 giờ đêm, thậm chí là 1 giờ sáng. Thì anh tạo ra cái doanh số cái tháng đầu tiên luôn ấy, thì anh được đó là 51.000 điểm. Đó. Wow. 7 ngày đầu tiên thì anh được 10.000 điểm, còn sau đó là bởi vì ngày 23 tháng 5 của năm 2016 thì anh bắt đầu làm. Thì đến ngày 30 tháng 6 ấy, 30 tháng 5 ấy thì anh tròn được là 10.000 điểm. Rồi sau đó đến thì anh bán được 51.000 điểm. Đấy, nhưng vì hồi đó là không phải velocity nên là hoa hồng nó không cao như bây giờ. Ví dụ như bây giờ mà velocity 51.000 điểm thì hoa hồng nó khoảng tầm 600 triệu. Nhưng ngày đó thì nó chỉ 208 thôi. Đó. Vâng. Thì sau đó thì anh mới bắt đầu anh đặt, bởi vì lúc đó là vì anh đặt mục tiêu là mình phải trở thành Team Leap Platinum trong năm nay luôn. Và tháng sau thì anh cũng được là 35.000 điểm, và sau đó là toàn 30.000 điểm, 30.000 điểm, 30.000 điểm mỗi tháng hết. Đó là anh làm. Dạ. Đó là mỗi tháng như vậy anh đều có 56 EZ. Bởi vì lúc đó là mình có lẻ, mình có lãi đấy. Thì anh cầm cái lãi bán lẻ đấy, anh đưa cho mọi người coi.
cũng giống như em ấy, thì khi mà mình có bán lẻ và có lãi đấy, thì nên là anh luôn nói với mọi người đó là bắt đầu mình việc mà bán lẻ có lãi, sau đó mình post cái giao hàng nhanh, giao hàng tiết kiệm đó lên cho mọi người coi, xong rồi bắt đầu mọi người đến ấy, thì anh làm rất đơn giản. Hồi đó anh cũng không có bài bản, không có biết cách làm về cụ thể ra sao, bởi vì đây là công việc đầu tiên mình làm mà. Thì anh, là anh dạy cho họ về cái mô hình, về cái tư duy về bán lẻ như ra sao, tư duy bán hàng ra sao, upsell sao. Đó là anh quay video, thực ra video đó bây giờ anh vẫn còn ở trên mạng luôn. Sau đó bước kế tiếp đó là anh nói là họ ngồi đó coi anh bán. Đấy, coi và bắt đầu anh hướng dẫn cho họ viết quảng cáo. Anh hướng dẫn cho họ về Facebook, Facebook marketing ấy. Sau rồi anh nói là họ coi anh làm đi. Sau đó họ nhìn anh làm, bắt đầu họ làm, họ thấy anh làm hay quá, bắt đầu họ làm theo. Và cứ thế nó nhân ra, cứ thế nhân ra, nhân ra. Thì em biết là đến tháng 8 ấy, đến tháng 8 thì anh có 4 vé để đi Dubai. Wow. Có nghĩa là từ thời điểm này anh làm này, thì đến tháng 8 là bắt đầu để đi Moscow đúng không? Thì anh làm được 4 vé Moscow luôn. Đó là cái thời điểm của thời gian đầu tiên làm đấy. Tức là mình đặt một cái mục tiêu nó rất lớn, đó là gì? Hồi đó là có chuyến Barcelona, thì anh đặt mục tiêu đó là Barcelona. Nhưng sau đó thì anh không được cái chuyến Barcelona bởi vì cái thời gian nó quá ngắn nên là không đủ kịp được. Thì nhưng nó không sao, nó lại giúp cho mình đó là mình có được 4 cái vé để đi Dubai. Nhưng đó là một cái nền tảng nó rất chắc. Đến năm sau đó là anh được team lead 4 star luôn, là để đi Hawaii với là đi đi Úc. Và cái chuyến đi Úc ấy, thì anh lại đưa được 9 bạn trong team của chúng ta đi Úc, đúng không? Thì đến năm vừa rồi đấy là team lead Platinum 4 star luôn. Nên là ngay từ bây giờ lúc mà em đang có được cái đà như thế này này, đang có doanh số rất tốt đó, em đặt mục tiêu tháng này em lên 30.000 điểm hay là 50.000 điểm luôn. Dạ. Đó, đặt mục tiêu như vậy thì mình có nghĩa là bây giờ em chỉ cần tìm khoảng tầm 10 bạn thôi. 10 bạn cũng quyết tâm đó, rồi em kèm 10 bạn này làm giống như em luôn. Bởi vậy em bán trước mặt họ luôn, em cho 10 bạn đó xung quanh em. Và em gọi thì lúc mà em gọi đó mà ra đơn liên tục ấy, thì các bạn sẽ có rất cảm hứng. Và các bạn có rất cảm hứng như vậy thì hàng đó mỗi bạn là cho 10.000 điểm. Đúng chưa? Thì lúc đó nó đúng rất là nhanh, nó làm rất là mạnh. Thì lúc đó em sẽ có thể là em cũng dẫn dắt được những bạn ở bên dưới, đó là đi Moscow luôn. Và nếu mà em giúp được 4 bạn ở bên dưới mà đều là đi được Moscow luôn á, thì năm nay mà em đi Moscow là em sẽ được ngủ ở trên giường của vua. Và đúng không? Và rồi á, đúng rồi, em sang đó này, máy bay này nó sẽ đưa em đi tham quan cái Moscow, thành phố Moscow, thì trực thăng á nó sẽ chở mình đi rồi du thuyền, rồi sau đó mình có buổi tối để mình đi trên du thuyền riêng nữa. Đó là cái đặc cân dành riêng cho cái four star. Đúng không? Tập trung cái đó, làm cái đó. Mình đặt một cái mục tiêu lớn để tạo cho mình cái cảm hứng mình làm luôn. Thì lúc đó mình dẫn dắt được đội nhóm mình lên. Đúng không? Dạ, và đúng rồi. Và quan trọng đó là em có thể đưa mẹ hoặc là đưa con của em đi. Đúng không? Bởi vì ngày đó anh cũng đặt mục tiêu đó là anh phải đưa mẹ của anh đi. Và anh đưa anh chị của anh đi. Nhưng anh chị của anh sau đó thì kiểu ngại hay sao không đi. Nhưng anh đưa mẹ anh đi. Mẹ anh đi một lần là bắt đầu ghiền luôn. Năm nào cũng đi. Chỉ có năm vừa rồi đấy là Nhật thì mẹ anh nói là vì năm ngoái mẹ anh đi Úc về, mẹ anh cảm thấy hơi đuối, mẹ anh nói với anh là không đi nữa. Thì năm nay anh nghĩ là không đưa mẹ đi đâu. Nhưng năm nào anh đưa là mẹ đi hết. Và khi mình đưa mẹ đi như vậy đó là mẹ rất là vui, rất là hạnh phúc. Ví dụ như vừa rồi mọi người đi Tokyo về đó, mẹ của các bạn đi về rất là vui, bởi vì bố mẹ chưa bao giờ được đi máy bay, chưa bao giờ được đi ra nước ngoài đó. Và đặc biệt là đi về Nu Skin thì luôn luôn là tiêu chuẩn 5 sao, được đến một cái đất nước rất là tốt, ở khách sạn 5 sao, ăn những đồ 5 sao nên bố mẹ rất là vui và hạnh phúc. Và anh về anh thấy là bố mẹ của các bạn đều rất là vui và rất hào hứng và mong chờ năm kế tiếp đó là đi Moscow nữa. Đúng không? Thì năm tới đây là em trở thành 4 star thì mình đi một cái đặc ân như vậy rồi. Thì đây chính là một nền tảng rất tốt để cho năm sau em đi được cái cả chuyến Team Lead Platinum, Team Lead Platinum 4 star và luôn cả cái chuyến của 4 star luôn. Thế thì bây giờ vẫn còn rất là thoải mái. Mình đặt một cái mục tiêu lớn làm. Em đặt mục tiêu đó lớn làm rồi, cần anh hỗ trợ gì cứ nói với anh sẽ hỗ trợ hết mình luôn. Dạ, dạ vâng, em cảm ơn. Em cảm ơn anh Linh. Dạ. Cũng không quên cảm ơn đó là người upline của em. Đó là anh cũng hỗ trợ em rất là nhiều. Đó là anh Nguyễn Huy Tiến. Anh cũng vẽ cho em rất là nhiều những cái con đường để em có thể đi nhanh hơn. Cũng có thể là mình có thể mình đi nhanh hơn, đi mạnh mẽ hơn. Đó, và bên cạnh đấy thì có cả chị Tiến nữa. Là chị cũng là một trong những chị đó, là bên cạnh, luôn luôn bên cạnh để có thể rằng chia sẻ cho mình những cái kiến thức, luôn trao đi, không bao giờ giấu cái gì luôn. Có cái kiến thức gì, có những cái điều gì là luôn trao đi, luôn chia sẻ.
Và trên nữa thì có anh Linh và có anh Trung Lê và có anh Linh. Đó, thì luôn luôn là, và kể cả là chị Nam Phương hay cô Nga cũng là dạy rất nhiều cho mình những cái bài học trong cái group. Mặc dù không gặp trực tiếp, mặc dù gặp anh Linh không gặp trực tiếp, nhưng mà em đã xem nhiều những cái video, cũng giống như nhiều cái video của chị Nam Phương và cô Nga. Nó cho em rất là nhiều những bài học. Đấy, em cũng rất là cảm ơn những người đã, còn những người thầy, những người bạn đã gặp gỡ và đã đi ngang qua cuộc đời mình để ngày hôm nay mình có được những cái tư duy tốt hơn, để ngày hôm nay mình thấy rằng là cuộc sống của mình vui vẻ hơn và mình hạnh phúc hơn, mình cảm thấy mình hưởng trọn cái niềm vui đấy hơn. Bởi vì hôm nay ấy, thường thì đáng lẽ những buổi live stream này em theo dõi bữa giờ đó, thì anh chủ yếu là nghe để mọi người chia sẻ. Nhưng trong buổi hôm nay qua cái câu chuyện của em ấy, thì em đã có một cái kết quả nó rất tốt trong cái thời gian vừa rồi. Thì đây là một cái đà nó đang rất tốt và cái kết quả mình có thể chứng minh được. Thì mình sẽ tận dụng những lúc này mình bứt phá luôn. Bứt phá luôn, đặt ra một cái mục tiêu lớn. Bởi vì anh nhìn thấy ở em là có một cái năng lực về lãnh đạo, năng lực về dẫn dắt đội nhóm nó rất là tốt. Và em hoàn toàn có thể dư cái khả năng để mà mình có thể đi Moscow với tiêu chuẩn đó là 4 star. Khi mà em đặt mục tiêu, anh nghĩ là em đặt mục tiêu bây giờ này, thì anh thấy là chắc chắn năm sau em sẽ là 4 star là cái chắc luôn. Mục tiêu từ bây giờ anh thấy điều đó. Dạ anh vâng ạ. Đặt mục tiêu và cái sự dẫn dắt của em, rồi cái kết quả mà em đã làm. Thì nhưng anh có một cái cảm giác, và thường thì anh thấy rằng là cái cảm giác của anh nhìn vào thì anh thấy nó rất rõ ràng. Bây giờ trước đây thì anh cũng chưa biết em, chưa gặp em, chưa nói chuyện với em. Thì thông qua Huy Tiến nói là em tháng rồi được 10.000. Thì anh mới biết. Thực tế là trước đây anh chỉ biết Huy Tiến, biết Hiếu, rồi biết Trung Lê. Đúng không ạ? Nhưng bây giờ anh thấy em ở đây qua cái cuộc nói chuyện này thì anh thấy rằng là chắc chắn em sẽ đi được cái 4 star. Nếu từ thời điểm, từ bây giờ tối hôm nay em đặt ra cái quyết định đưa vào trong cái top 5 và mỗi ngày em đều nói với bản thân mình là mình phải trở thành của năm nay. Chắc chắn luôn. em sẽ phải làm điều đấy hàng ngày luôn ạ. Hay quá. Đấy. Thì em thấy là theo dõi livestream bữa giờ là anh không rất là lắng nghe mọi người đúng không? Nhưng hôm nay anh phải có là anh có một cái cảm giác đó nên là anh buộc phải nói ra để cho em hiểu rằng là em chắc chắn phải trở thành đó là 4 star của năm nay luôn. Em sẽ làm hết sức, cũng giống như là một người chị, em cũng không nhớ tên, chị nói một cái câu là có chết cũng phải làm. Em không nhớ được luôn, có cái trong một cái buổi chia sẻ của quốc tế ở trong cái group của chị Nam Phương đấy ạ. Em không nhớ tên, em chỉ có xem thôi. Có chết cũng phải làm, bản thân mình có, em nhìn thấy rằng là em thấy rằng em rất là khâm phục vì bản thân mình thấy mình nhìn nhận con người mình trong chị luôn. Mình nhìn nhận con người trong người chị, mình khát khao, mình muốn được những cái điều đấy. Thế nên là mình nghĩ rằng tại sao họ có chết họ cũng phải làm, họ có cái tư duy có chết cũng phải làm, cũng phải thành công. Thế tại sao mình lại có những cái tư duy nó nhỏ lẻ như thế, tư duy kiếm 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu, 50 triệu, tại sao mình có những cái tư duy như thế? Thế nên là em luôn luôn có những cái bài học sáng ra là em đã phải nghe những cái bài như thế để mình tạo cái động lực cho con người mình rồi. Sáng ra em dậy sớm và em bắt đầu em nghe lại những cái bài học, những cái lời người khác chia sẻ để bản thân mình sống trong cái cuộc sống của họ luôn. Đó nên là em sẽ cố gắng hết sức ạ. Sẽ cố gắng hết sức cùng. Chắc chắn được. Bởi em cảm ơn. Cái kết quả đó anh nghĩ là khi mà em làm tập trung làm team năm nay là rất dễ dàng để mà em team lead 4 star. Team lead platinum 4 star thì anh nghĩ là năm sau. Thực tế là năm sau thì khi mà em làm đúng những gì mà anh nói hôm nay ấy, và em tập trung em đưa ra quyết định thôi, quan trọng là bây giờ em dám đưa ra cái quyết định, thì năm nay em là team lead 4 star và năm sau sẽ là team lead platinum 4 star. Thì có nghĩa là em làm giống chàng anh, là giống như ngày xưa anh cũng là vì anh điên cuồng, anh quyết định rồi và anh làm nó bằng mọi cách, và cái mình cứ tập trung làm mình cứ ra bán lẻ và có lãi, và bất kỳ một ai đến và mình cho họ thấy kết quả từ bán lẻ đó là nó xong là bắt đầu mọi người làm, và em đã có được điều đó rồi, mọi người đã đến với em rồi, đúng không? Chỉ cần đó là bây giờ em làm điều đó một cách mạnh mẽ hơn nữa thôi. Rất là vui đúng không? Hôm nay được gặp thầy Linh, cũng giống như là mọi người trong đang xem để cổ vũ, thì cái động lực của con người em nó lớn hơn rất nhiều so với trước. Tự nhiên mình cảm thấy con người mình tự nhiên nó hùng vĩ quá.
và cảm thấy nó mạnh mẽ hơn quá, và mình cảm thấy rằng là mình thấy rằng là mình phải bứt phá hơn nữa. Vì những trước đây thực ra thì nếu như để mà nói thì bản thân mình vẫn chưa cố gắng hết sức, vẫn chưa cố gắng hết sức. Có những lúc mình vẫn rủ vẫn gọi là thả mình đi chơi, rồi là mình cũng không có đặt nhiều quá, có những lúc như thế. Nhưng nhưng mà em có một cái rằng là em luôn nhìn lại mình. Vì từ trước giờ em luôn nhìn lại mình, kể cả có những lúc em vì cái bản tính con người em nó không thích cái sự sai bảo, nên cái lòng tự tôn, lòng tự trọng em rất là cao. Nên là có ai động đến lòng tự trọng em, có những lúc em nóng tính ấy, em nóng tính mà em bắt đầu và em thấy rằng là cái bản thân mình nó bị như là mình không đúng với con người mình á. Mình quay ra mình nói lại á, thì mình lại bắt đầu mình nhìn lại mình. Mình như thế là mình sai, mình như thế là mình không đúng. Đấy thì em luôn có một cái là mình nhìn lại, và em thấy rằng là ngày hôm nay em được gặp là anh Linh cũng giống như là mọi người, động viên cũng giống như mọi người cùng cổ vũ rằng xem livestream đến cuối livestream này thì chắc chắn rằng là em sẽ cố gắng hết sức mình để mình làm đạt được những cái điều mình mong muốn. Bây giờ em phải nói với bản thân mình liên tục, tôi là Team Lead Platinum 4 Star. Dạ, tôi là Team Lead Platinum 4 Star. Bởi vì anh có mục tiêu đó là năm nay anh sẽ tạo ra được cái gọi là 10 Team Lead Platinum 4 Star. Đó là mục tiêu của anh trong năm nay. Thì trong danh sách hôm nay, chiều nay anh làm việc với cô Nga đó, thì anh đã viết ra được 7 người là chắc chắn năm nay được rồi. Không ngờ là buổi tối hôm nay lại gặp em là người thứ 8 và vẫn còn 2 người đang tìm kiếm. Rất là vui, bởi vì anh viết top 5 của mình đó là năm nay phải có được 10 người ở trong team trở thành cái team lead 4 star của năm nay. Thì hôm nay lại đã có danh sách của 7 người rồi. 7 người anh nhìn thấy trên cái hệ thống đấy là năm nay tỷ lệ lên đến 95-99% là họ sẽ đạt rồi. Đúng không? Và anh đang tìm 3 người còn lại thì em là người thứ 8 đây rồi. Em là người thứ 8, anh thấy được cái điều đó. Tức là anh có một cảm giác rằng là em đây là chắc chắn điều đó nó sẽ xảy ra rồi đấy. Đúng không? Ok. Rồi, mọi người đang cổ vũ là Team Leap Phạm Chiêu này. Tôi đã nhìn thấy bạn Phạm Chiêu Team Leap Platinum 4 Star này. Tôi nhìn thấy Team Leap Platinum 4 Star Phạm Chiêu thật hạnh phúc đứng trên sân khấu chia sẻ về sự thành công của mình này. Rất là tuyệt vời, rất tuyệt vời. Đúng không? À, các bạn có câu hỏi nào hỏi cho bạn Phạm Chiêu thì chúng ta đặt câu hỏi cho các bạn. Chúng ta đặt câu hỏi cho bạn Phạm Chiêu, chúng ta đặt câu hỏi nhé. Ok. Chúng ta đặt câu hỏi cho bạn Phạm Chiêu, chúng ta đặt các bạn. Hay quá. Anh đang rất là hào hứng khi mà thấy được là năm sau chắc chắn là em sẽ có mặt trong cái chuyến của Moscow và New Zealand. Đúng không? Bởi vì New Zealand bây giờ chỉ có 6 chân thôi. Em nói đi, em nói đi. Em đang cảm thấy rằng là mình rất là nóng. Mình đang nóng ở đây không phải là cái khi thời tiết, bởi vì mình đang cảm thấy con người mình nó đang nóng lên. Mình đang cảm thấy rằng là mình phải làm một cái gì đấy. Và mình cảm thấy bởi vì ngày hôm nay gặp anh Linh cũng giống như mọi người cho em rất là nhiều cái động lực, đặc biệt là anh bởi vì từ trước đến giờ ấy, từ trước đến giờ luôn, em luôn làm cái điều gì đấy em cảm thấy đúng thôi. Còn em luôn làm cái điều gì đấy và em chưa có ai nói với em rằng là em làm như thế nó sẽ đạt được như thế. Thực sự chưa có ai luôn, đến thời điểm bây giờ em làm cái điều đấy em sẽ đạt được như thế, và chưa có ai giống như là nói với em một điều rằng là em làm như thế chắc chắn em sẽ đạt như thế. Vì bởi vì em luôn đặt ở đây rằng mình đặt cái tâm niệm của mình đặt những cái ý muốn của mình, cái mục tiêu của mình, và mình đạt được điều đấy thôi. Thế nên là gặp anh Ninh nói với em như thế em rất là cảm ơn anh luôn. Nên là em đang đây, mồ hôi em rất là toát bởi vì em nóng trong con người mình, làm mình toát hết mồ hôi, để mồ hôi chảy thành giọt luôn. Từ nãy giờ toàn phải gạt mồ hôi như này luôn, vì không có mang khăn giấy, không có gì cả, chạy từ tầng 30 mấy xuống dưới này. Đó, thế nên là em nghĩ rằng là mình sẽ phải làm một cái gì đấy. Mình sẽ phải làm một cái gì đấy nó khác đi, mạnh mẽ hơn để có thể rằng là mình có thể mình bứt phá nhiều hơn. Mình khai thác hết những cái tiềm năng trong con người mình nhiều hơn nữa. Chính xác. Đó là mình dùng tối đa về cái tiềm thức của mình đấy. Qua đây thì anh cũng muốn chia sẻ thêm với em đó. Bởi vì cách mà anh làm nó như thế này, anh luôn đặt ra những cái mục tiêu nó vượt qua cái mọi người hay nói đó là vượt qua cái giới hạn của bản thân mình đó. Thì bởi vì con người chúng ta nó có hai phần, đó là nhận thức và tiềm thức. Nếu mà mình đặt cái mục tiêu nó ở trong khả năng của mình ấy, thì đó là mình đang dùng cái nhận thức để mình làm việc. Mà nhận thức thì nó luôn có một cái giới hạn. Nhưng khi mình đặt ra một cái tiềm thức, mình đặt một cái mục tiêu lớn ấy,
Thì đó là mình đang dùng tối đa về cái tiềm thức của mình. Và khi mình dùng tối đa tiềm thức của mình, nó sẽ giúp cho em, nó bứt phá cái giới hạn và giúp cho em có thêm được nhiều cái sự thông minh hơn, có thêm nhiều cái trí tuệ hơn. Và lúc đó em thu hút được những người cùng tần số với em, họ đến và làm việc cùng với em. Nó sẽ có một cái, nó có một cái rất hay đó, thì khi mà mình đặt ra những mục tiêu lớn á, tự nhiên em sẽ có rất nhiều người thầy họ đến hỗ trợ và sẵn sàng giúp đỡ cho em. Cái thứ hai cũng có rất nhiều người giỏi họ sẽ cùng đến và đồng hành và làm việc cùng với em. Thì lúc đó đúng nó đi rất là mạnh. Bởi vì thực tế là trong quá trình làm anh cũng không biết là tương lai mình sẽ gặp ai, mình sẽ gặp những người như thế nào. Nhưng cái mà anh luôn mong muốn đó là mình phải thành công rất lớn. Bởi vì anh muốn đó là bứt phá mọi giới hạn trong cái bản thân mình, khai phá cái năng lực tiềm ẩn trong con người mình đó. Và năng lực lớn nhất ở con người chúng ta đó chính là cái tiềm thức. Mà tiềm thức thì nó không có giới hạn. Mà để chúng ta chạm được cái không giới hạn đó là chúng ta phải làm những cái mà vượt qua tầm với. Thì nó giống như là trong cái bài giảng về anh nói về cái việc mà chúng ta nhảy cao đó. Nếu mà mình đặt mục tiêu mà 1m1, 1m2 thì mình đơn giản là mình cứ phải làm đi làm lại những cái công việc cũ và làm đi làm lại cái phương pháp cũ. Nhưng nếu mình đặt mục tiêu đó là mình nhảy 15m, 30m ấy, thì tất nhiên là mình phải dùng thang máy đúng không? Mình phải dùng về lò xo, mình phải dùng về gậy. Tức là mình sẽ dùng rất nhiều cái phương tiện khác nhau và mình sẽ có nhiều cách khác nhau và cũng sẽ có nhiều người đến họ hỗ trợ và giúp cho mình. Có là mọi thứ đều có cách, mọi cái nó đều có giải pháp. Nên là em hãy đặt mục tiêu lớn. Cái quan trọng bây giờ là em đặt mục tiêu lớn thôi, là chắc chắn nó được thôi. Em sẽ làm theo cái lời của thầy Linh dạy em ngày hôm nay. Chắc chắn em sẽ làm theo luôn ạ. Anh nghĩ là em không nói là từ sẽ nào mà em chắc chắn được luôn. Em chắc chắn là sẽ làm được luôn ạ. Chắc chắn được. Về anh nghĩ là em viết top 5 lên này, xong rồi em dán ở trên tường này. Lúc đó anh làm là ở đấy cái gương á, cái gương mà gương rửa mặt đấy, là anh lấy cái bút màu mà bút loại không xóa được ấy, anh viết lên. Tôi là Team Elite Platinum 4 Star vào tháng 12 năm 2018, 2016, và chắc chắn tôi phải đạt được. Và mỗi lần mà anh đánh răng á, anh vừa đánh răng và anh nhìn, có là một cái ánh mắt mình phải nhìn vô trong đó mà giống như là mình phải thấy được cái mục tiêu đó, đó là tôi là Team Elite Platinum 4 Star, tôi là Team Elite Platinum 4 Star và chắc chắn tôi phải làm được, phải làm điều đó liên tục mỗi buổi sáng. Xong lại đánh răng xong đó, thì bắt đầu anh vào nơi chỗ mà phòng thay đồ đúng không, thì nó có gương tiếp, thì nơi gương mà anh lại viết thêm một lần nữa tôi là một Team Elite Platinum 4 Star và tôi chắc chắn đạt được vào tháng 12 năm 2016, đúng chưa? Làm liên tục lặp đi lặp lại. Và sau đó ở trên máy tính anh cũng để cái hình đó luôn, rồi ở trên bàn anh cũng để cái điều đó luôn, trong cuốn sổ anh cũng làm điều đó luôn, trên điện thoại anh cũng làm điều đó luôn. Và bất kỳ một cái buổi chia sẻ nào á, một cái buổi offline nào thì anh đều nói cái mục tiêu đó cho mọi người. Và đến một cái lần mà goal setting của công ty Nuskin là vào tháng 11 đấy, thì lúc đó mọi người lên đặt mục tiêu. Và lúc đó thì anh đã là Blue Diamond nên là mình phải lên chia sẻ. Thì lúc đó là mọi người mới viết ra đó. Thì anh biết cái mục tiêu đó là gì? Tạo ra 1.000 executive. Thì khi mà... thì bắt đầu là thường mình sẽ phải đưa cho upline coi. Thì khi mà anh đưa qua cho cô Nga coi đó. Đây là gọi là upline sẽ coi mình, thì cô Nga nói ui, em đừng có biết mục tiêu này. Biết mục tiêu này là lên mọi người cười chết đấy. Thì sau đó là chị Nam Phương là ngồi bên cạnh. Thì Nam Phương mới nói với cô Nga đó là mẹ phải để cho bạn, đây là mục tiêu của bạn mà. Thì sau đó những người đấy là đông quá, mình nếu mà đặt cái mục tiêu lớn quá thì nó kỳ quá. Thì cô Nga nói là anh nên sửa đi. Sau đó anh cũng nghe theo lời cô Nga là anh sửa. Nhưng sau đó anh nghĩ lại là nhưng đây là một cái mục tiêu của mình mà. Thì anh lại xóa lại nó thêm lần nữa. Anh viết lại đúng cái mục tiêu của anh đó, kiến tạo ra 1.000 team lead, 1.000 executive. Sau đó lên chia sẻ đó, thì anh phải hỏi với mọi người đó là bây giờ mọi người muốn nghe cái mục tiêu từ tâm của tôi hay là mục tiêu tôi viết trên giấy cho để tôi đọc cho mọi người thôi. Thì mọi người cũng nói là mục tiêu từ tâm. Thì anh nói là nếu mà mục tiêu từ tâm của tôi đó là năm nay tôi kiến tạo ra 1.000 executive. Còn nếu mà mục tiêu mà tôi viết trên giấy và để đọc cho mọi người nghe đấy, thì đó là nó chỉ là 100 thôi. Thì mà trong lúc anh đâu biết là Nuskin nó chỉ có năm đó đến thời điểm đó nó chỉ có mới có 300 exec thôi. Anh đâu biết về điều đó chỉ 300 nữa. Nhưng anh đặt cái mục tiêu đó. Thì có phải nó làm cho đội nhóm chúng ta nó bùng phát và nó trở nên nó là dẫn đầu trong cái toàn thị trường đó. Bởi vì đơn giản nó là mục tiêu lớn. Thì mình làm mình sẽ có rất nhiều cái chiến lược, mình có rất nhiều giải pháp và mình làm nó rất là hiệu quả và nó rất là hay luôn. Đó, thì đó là một cái mà anh muốn chia sẻ thêm để mà
mình nên đặt những cái mục tiêu nó thật lớn, đúng không? Dạ. Bởi vì thầy Alan Agam có dạy chúng ta đó, đó, khi mà chúng ta trở thành một con người điên khùng thì chúng ta sẽ có những cái thu nhập điên khùng. Dạ, đúng rồi. Dạ. Hay quá. Rất đặc biệt đúng không? Dạ, rất là cảm ơn thầy, rất là cảm ơn tất cả mọi người ủng hộ. Dạ, có bạn này hỏi tiếp này. Là chị có thể chia, bạn Ngọc Phương luôn, chị có thể chia sẻ mỗi ngày chị thức dậy, chị làm những việc gì để huấn luyện tiềm thức, để tạo năng lượng ạ? Quỹ thời gian của mỗi ngày chị đang sắp xếp như thế nào? Hiện tại bây giờ ấy, bản thân mình đang có dành trong cái việc đó là tạo dựng thương hiệu cá nhân lại. Có nghĩa là trước đây thì mình không có quan tâm, mình không có, nghĩa là mình ngại trong những cái việc là mình tạo dựng thương hiệu trên Facebook lắm, mình ngại những công việc đấy lắm. Mình chỉ có làm, có nghĩa là có những thời điểm mình kiếm rất nhiều tiền nhưng mình không có khoe khoang gì cả. Đó, sau đó thì bây giờ mình bắt đầu là mình sáng ngủ dậy ấy, thì mình bắt đầu đi tập thể dục. Có những ngày mình ngủ quên ấy, vì đêm hôm trước mình ngủ muộn, thì lúc đấy có nghĩa là cái tiềm thức mình vận động vẫn chưa mạnh mẽ, và cũng có thể rằng bản thân mình chưa có quyết liệt ấy, thì chắc chắn là sau ngày hôm nay sẽ quyết liệt hơn. Thì lúc đấy là khi mình ngủ dậy muộn ấy, thì mình vẫn phải tập thể dục, mình vẫn phải thể dục vào buổi sáng. Thì khi mình tập thể dục, nó cho cái con người mình máu huyết nó lưu thông, tất cả mọi thứ nó lưu thông, cái đầu óc của mình nó minh mẫn hơn. Thì khi sau khi mình thể dục xong ấy, thì mình bắt đầu là mình viết top 5. Mình viết top 5 xong á, thì mình bắt đầu là mình vừa viết, mình vừa suy nghĩ. Mình suy nghĩ về cái mục tiêu của mình, về cái tương lai của mình. Sau đó thì mình bắt đầu mình tuyên thệ. Mình tuyên thệ vào buổi sáng. Mình tuyên thệ, mình đọc. Có những cái thời điểm á, em đọc sáng đọc, trưa đọc, tối đọc. Em đọc, thầy Alan Agam dạy em là đọc một tuần, à, một ngày hai buổi. Nhưng mà em đọc, có những ngày em đọc 5-6 lần luôn. Yes. Em đọc để cho mình có nghĩa là mình kéo lại cái năng lượng trong cái con người của mình ấy, bởi vì nhiều những cái lúc ấy. Thế sau đó thì bắt đầu mình chuẩn bị những cái khâu trong cái gọi là buổi sáng sinh hoạt này nọ ấy. Đấy, sau đó thì mình bắt đầu mình rà soát lại công việc ngày hôm nay mình làm, bởi vì mình viết top 5 là sẽ 5 việc mình phải làm mà. Và gần đây ấy, thì em lại thấy rằng là khi mình làm trong những cái 5 cái việc đấy, mình làm đúng trong cái 5 việc đấy và mình cho mình cái thời hạn mình làm. Sáng ra mình bắt đầu là 1 tiếng là mình học video và truyền những cái động lực, những cái người khác người nói về những cái câu chuyện, kể về những câu chuyện, thì mình sẽ bắt đầu để cho mình cái tiềm thức của mình nó hoạt động mạnh hơn. Em bắt đầu 1 tiếng em ngồi em nghe video, không có làm gì hết, không quan tâm những cái chuyện khác, chỉ có nghe video và nghe video thôi. Yeah. Và sau đó thì mình sẽ sắp xếp những công việc thứ tự như vậy. Và đến buổi tối mình bắt đầu mình lại lặp lại, mình nhìn lại những cái ngày hôm nay mình đạt được điều gì. Mình nên nhìn lại, vì trước đây em không có bao giờ em nhìn lại luôn. Em cứ làm gọi là cứ lao về phía trước, em nhìn lại là bản thân mình đã hoàn thiện trong những cái 5 cái công việc đấy chưa? Mình đã làm được chưa? Mình đã thực sự rằng là mình bởi vì mình có những cái góc khuất là mình rất là yếu đuối. Trong những con người của mình luôn tồn tại hai thứ luôn, là mạnh mẽ và yếu đuối. Có. Thế thì những cái lần, có những lúc mà mình yếu đuối và mình không có làm, mình không có hoàn thiện, mình muốn buông bỏ rồi đủ thứ luôn. Mình cũng có những cái giai đoạn như thế, không phải không có. Và em tin chắc rằng kể cả anh Ninh cũng có. Em cũng có, nhưng mình phải hồi phục lại, mình phải tự kiểm soát mình. Yes. Mình phải kiểm soát mình bằng cái cách đó là mình đọc lại cái top 5, mình đọc lại cái tuyên thệ của mình. Yes. Em đấy là những cái chia sẻ của em. Mình viết top 5 xong, mình sắp xếp theo cái thời gian của mình và sau đó mình làm thứ tự nó thôi. Và sau đó buổi tối mình nhìn lại nó. Thì sao? Chuẩn rồi đấy. Mình nhìn, dạ. anh có cài đặt trong cái fanpage của DMS One B đấy. Đó là 2 tiếng dạ. Sẽ nhắc chúng ta đặt mục tiêu một lần. Cứ là bất kỳ một cái dạ. khoảnh khắc nào đó mà mình có cái thời gian trống, cái là mình phải nói về cái mục tiêu của mình liên tục. Ví dụ như dạ. Đi xe chẳng hạn, thì anh cũng đọc về mục tiêu mình. Cứ là bất kỳ mình có cái khoảnh khắc nào mình liên tục, mình hình dung ở trong tâm trí, mình tưởng tượng và mình nói liên tục về cái mục tiêu của mình để nó có năng lượng trong một ngày đó. Dạ. Đọc liên tục, giống như những người mà theo đạo Phật tí gọi là họ thường xuyên là niệm Nam Mô A Di và Nam Mô A Di Đà Phật. Thì mình đó là mình dạ. niệm về cái mục tiêu của mình làm liên tục như vậy. Đó là team lead Platinum 4 Star. Anh liên tục anh nói là phải kiến tạo ra 1.000 team lead Platinum 4 Star, 1.000 team lead Platinum 4 Star. Tức là mình làm cái dạ. điều đó liên tục như vậy. Thì lúc đó nó dạ. sẽ giúp chúng ta có một cái nguồn năng lượng nó rất lớn. Thì, dạ, đúng rồi. Dạ. Chính xác. Nên là các bạn nghe của bạn Phạm Triều là bạn đó, cái kết quả ngày hôm nay mà của Phạm Triều có được đấy. Và chính xác là vì bạn đã áp dụng một cái tối đa về cái top 5. Và cái bản về công dạ, đúng rồi. Công đức tự tin và cái bản tuyên bố, đúng không? Đó là mình dạ. áp dụng một cách dạ. đều đặn mà mình tin tưởng nó một cách tuyệt đối.
thì lúc đó kết quả nó ra rất là lớn. Yeah. Đúng rồi ạ. Phải thực sự là tin tưởng về nó, thực sự là phải tin tưởng. Mình đừng có nhìn xung quanh, mình đừng có nhìn lại rằng mình có đủ năng lực hay không, mình đừng nhìn lại. Mình cứ nhìn về phía trước mà mình tin tưởng nó thôi. Mặc dù người khác có coi mình rằng là mình không có năng lực, mình không làm được điều đấy đi chăng nữa, mình không đủ khả năng, mình cũng không quan tâm. Mình đừng có nên quan tâm quá nhiều. Cuộc sống này mình họ không có sống thay cuộc đời của mình. Em luôn luôn nghĩ như thế. Đấy nên là từ nhỏ đến bây giờ em luôn có một cái đó là rất là ương bướng và cao ngạo, là cái lòng tự trọng rất là cao. Thế nên là chính cũng có là một phần, đó là một phần nhược điểm. Thế nhưng mà nó giúp con người em, vì cái lòng tự trọng của em nó cao, nó giúp con người em phải đạt được những cái điều đấy, phải làm được điều đấy. Mình không thể để cho bố mẹ mình sống cái cuộc đời như thế được, không để cho bố mẹ mình sống trong cái ngôi nhà như thế. Mình phải kiếm tiền để xây nhà cho bố mẹ, và em đã làm được điều đấy. Và khi mình để con của mình không thể là học ở một, không thể để cho ông bà ở nhà ông bà nuôi được, không thể học ở một cái trường làng được, là mình phải bắt đầu kiếm tiền để nuôi con. Mình phải làm điều đấy. Đó, thế nên là đôi khi ấy, cái lòng tự trọng nó cũng là một phần, nó là một cái, có thể là cái nhược điểm, nhưng nó cũng là cái ưu điểm. Nó cũng là giúp cho cái con người của mình ấy đạt được cái điều mà mình đã nói là mình phải làm đạt được ấy. Những cái điều đó mình phải làm được, rằng là những cái điều rằng là mình mong muốn, để người khác có thể rằng là nghĩ rằng là bản thân mình không làm được, nhưng mình nghĩ rằng mình làm được, là mình chắc chắn là mình sẽ làm được. Yes. Dạ. Hay quá. Anh muốn chia sẻ thêm em một chút như thế này, để dạ, mà em có một cái hành trang mà có thể build team. Và thông dạ, qua cái live stream này thì hy vọng là cũng chia sẻ dạ, cho mọi người tham khảo. Đây là cái cách dạ, anh làm, cách mà anh làm. Dạ. Cái thế hệ đầu tiên mà khi làm new skin mà anh tạo ra đó, thì dạ, và đến bây giờ thì anh vẫn đang làm cái điều đó. Đó là anh có một cái lớp 5 giờ sáng. Chắc là em cũng đã dạ, có thể nghe đúng không? Dạ. Cái lớp 5 giờ sáng đó, nó xuất phát từ đâu? Nó xuất phát đó là từ đầu tiên là mọi người hỏi anh buổi sáng làm gì. Thế anh dạ, nói là buổi sáng anh dạy anh làm về NLP và anh tập thể dục. Đó, thì dạ, bắt đầu là có những người đầu tiên và họ muốn học cái đó của anh vào 5 giờ sáng. Thì dạ, muốn làm trước, thì bây giờ là em cho dạ, phụ vũ của em. Đó là bây giờ bạn muốn có thu nhập là 125 triệu một tháng không? Bạn có muốn có thu nhập dạ, chúng tôi không? Đó, em dạ, muốn có thu nhập chúng tôi, muốn có kết quả chúng tôi không? Dạ. Thì bạn phải sao dạ, chép tôi 100% từ tất cả mọi thứ luôn. Dạ. Chưa? Vậy thì buổi dạ, sáng em cho các bạn đi cùng với em là đi thể dục với nhau. Cứ là thể dục dạ, cùng với nhau luôn. Thể dục cùng dạ, với nhau luôn. Buổi sáng 5 giờ sáng mọi người đến thể dục cùng với nhau. Đúng chưa? Dạ. Rồi. Dạ. Ví dụ như bây giờ buổi sáng lớp 5 giờ sáng của anh ấy. Thì dạ, sau khi mà thể dục xong thì bắt đầu là, à, sau khi mà anh sẽ bắt đầu buổi sáng là anh sẽ đào tạo. Thì anh đào tạo dạ, anh xoay quanh vào 3 chủ đề thôi. Một đó là dạ, marketing. Hai dạ, đó là bán hàng. Và thứ ba đó là về nhân sự, đó là xây dựng hệ thống. Anh xoay quanh dạ, về ba cái chủ đề, bởi vì công việc kinh doanh ở NoSkin chúng ta chỉ có ba cái này thôi. Thì lúc dạ, này là mỗi ngày là mọi người bán, thì anh có một cái KPI, đó là mỗi ngày mọi người đều phải lãi tối thiểu đó là 3 triệu đồng. Nếu dạ, mà ví dụ như ngày hôm qua mà không lãi được 3 triệu đồng á, thì ngày hôm nay không được bước ra. Khi nào mà lãi xong 3 triệu thì mới được bước ra khỏi phòng. Muốn ăn, gọi đồ ăn lên. Lên và người ta đưa đồ ăn lên tận phòng và ăn ở đấy, không đi đâu hết. Dạ. Nếu người nào bước ra khỏi phòng thì 500 ngàn. Tức là anh có dạ, kỷ luật rất cắt như vậy, thì buộc người ta phải có lãi. Mà lãi thì dạ, nó sẽ ra điểm, đúng không? Mà ra điểm thì nó sẽ ra thu nhập thêm hệ thống nữa. Mà dạ, khi mà mình có lãi như vậy đó, thì mọi người thấy có lãi thì người ta sẽ theo mình. Và khi mà mình dạ, có tiền thì mình nói gì nó cũng đúng. Dạ. Không có làm ra tiền thì mình nói gì nó, nói đúng nó thành sai. Đúng rồi, dạ. Đúng chưa? À, đúng rồi. Tại vì mình, dạ, kết quả nó là cái nói lên tất cả. Nên là bằng dạ, cách đó là em đưa ra cái, ví dụ như em làm như thế nào và mọi người sao chép đi chăng. Ví dụ như buổi sáng là mọi người dậy lúc 5 giờ và tập thể dục, thì em cùng với mọi người với nhau đi thể dục. Sau đó quay về. Ví dụ như buổi sáng là em xem video thì mọi người cùng xem video với em luôn. Cùng với nhau học dạ, luôn. Rồi bắt đầu dạ, học thảo luận ra, rút ra mỗi người nốt ra những bài học. Và mọi người cùng dạ, chia sẻ lại những bài học mình rút ra được từ cái video này. Dạ. Đúng chưa? Thế mà là đúng em rồi, học và mọi người cùng đồng hành với em không? Đúng chưa? Dạ đúng rồi. Rồi sau dạ, có những bạn ngày hôm qua sell được và có những bạn không sell được. Thì những người dạ, sell được nó sẽ, họ sẽ chia sẻ cho những người chưa sell được là làm sao dạ, để có thể sell tốt được như vậy. Còn dạ, những người mà sell chưa được ấy, thì họ sẽ nói ra những cái nguyên nhân dạ, vì sao mà họ chưa đạt được điều đó. Thì em cùng dạ, với những người mà đã sell được rồi sẽ hướng dẫn cho dạ, những người mà chưa sell được ấy, là cái cách dạ, làm sao để mà sell được. Và ngày hôm nay, vì hôm qua bạn chưa sell được lãi 3 triệu trở lên,
Nên ngày hôm nay bạn không được bước qua khỏi phòng. Khi nào bạn sell được lãi 3 triệu rồi bạn mới được bước ra khỏi phòng. Dạ. Kể cả là 12 giờ đêm bạn cũng không được bước qua, bởi vì việc thứ nhất bạn chưa xong, bạn không được làm việc thứ hai. Đời giúp cho người ta tập trung như vậy. Vậy thì ngày mai người ta muốn và không có bất kỳ một lý do gì cả. Nếu có bất kỳ một lý do gì thì cứ đóng 500 ngàn. Thì đó là cách mà anh làm. Dạ. Không chỉ 500 ngàn mà còn phải 1.000 cái squat nữa. Được chưa? Thì mọi người thấy 1.000 cái squat nó là rất là đau, nó rất là nặng. Nên là mọi người sẽ nỗ lực phải sell lãi. Và ngày hôm sau muốn đi ra ngoài thì hôm nay phải lãi. Dạ. Và như vậy nó tạo ra một cái cơn sóng. Và hơn đó là em đang bán lẻ có lãi thì em rất truyền được cảm hứng cho mọi người luôn. Dạ. Đúng không? Và mỗi ngày đúng em rồi. Chia sẻ bằng những cái câu chuyện thực tế, những cái kinh nghiệm thực tế thì đội nhóm của em chạy rất nhanh. Bởi vì sao? Cái việc mà thể dục buổi sáng là giúp cho mọi người có một cái tâm trí, một cái thân thể tốt này, một cái sức khỏe tốt và đầu ngày một ngày đầu ngày tốt, đúng chưa? Dạ. Sau đó là em với cùng với mọi người lại viết top 5 nữa. Dạ. Rồi sau đó em cùng với mọi người lại làm cái tuyên bố chung nữa, rồi học chung nữa, thì đó là cùng nhau phát triển chung rồi. Thì những bạn mà em có thể làm thêm nữa là những cái bạn mà làm chưa ra kết quả đấy, ngồi xuống và bắt đầu cùng với nhau mọi người làm về cái mastermind. Tức là làm mastermind ngay vào đầu buổi sáng luôn. Thì đầu ngày như vậy nó rất là hiệu quả. Và đã đến trưa mà mình thấy là khả thi kết quả nó vẫn chưa được tốt lắm ấy, thì mọi người ngồi với nhau làm về mastermind thêm một lần nữa. Thì khoảng 1 đến 2 tiếng làm mastermind nữa. Thì buổi chiều kết quả nó rất là tốt. Ví dụ sáng nay anh cho các bạn làm về mastermind, có một bạn lãi mười mấy gần 20 triệu luôn. Cho một ngày. À, và anh những cái lớp 5 giờ sáng của anh đây là lớp của những cái bạn mới. Bởi vì cái thế trước ấy, là họ bây giờ tự lập hết rồi. Họ tự lập hết rồi. Anh Tiến, anh chị Trang và anh Tâm mấy anh đó là bây giờ tự lập rồi. Thì bây giờ là anh tạo ra cái lớp mới. Đây là một cái thế mà anh đào tạo mới được 2 tháng. Và anh sẽ kèm họ cho đến khi mà họ trở thành Team Elite Platinum 4 Star rồi. Tức là khi nào mà họ trở thành Team Elite Platinum 4 Star thì họ mới rời khỏi anh. Cho nó theo sát và anh kỷ luật rất mạnh. Và để cho họ phải trở thành Team Elite Platinum 4 Star. Mà trước khi mà để trở thành Team Elite Platinum 4 Star thì họ trở thành một người bán hàng xuất chúng. Họ phải ra lãi đều đặn. Cái lãi đều đặn đó nó sẽ giúp cho mọi người tuyển dụng nó rất dễ. Bởi vì đưa ra kết quả để nói chuyện và làm việc với nhau. Thì đó là một cái anh có thể chia sẻ em ứng dụng nó. Và cùng với nhau làm thì nó rất ok luôn. Dạ. Ban đầu em không cần đông, 5 người, 10 người. Ok. Không cần đông, chỉ cần những người chất lượng, những người mà có kỷ luật. Những người có chất lượng và có kỷ luật là ok. 1.000 squat. Và em biết là bây giờ mọi người trong lớp của anh là 1.000 squat chuyện quá bình thường. Bởi vì ngay nó bị quen rồi. Đó là bây giờ 1.000 squat rất là bình thường. Rồi một ngày như vậy là 30 phút plank. Đó. Nhưng đối với mọi người bây giờ là rất bình thường rồi. Đơn giản. 2.000 squat mới là kinh khủng. Và những bạn nào mà vi phạm một cái nguyên tắc, ví dụ như về nói dối chẳng hạn, đúng không? Có là không đạt lãi mà vẫn vì sợ 1.000 mà báo lãi ấy, mà anh check lại mà thấy không có lãi, có nghĩa là người ta đã không chính trực, không có thật thà đấy. Đã phạt 50.000 cái squat. Là squat là từ sáng cho đến tối khuya luôn. À, làm squat là từ sáng cho đến tối khuya thì mới xong luôn. Và cuối cùng đó là bây giờ mọi người đều rất là đoàn kết với nhau, rất là yêu thương với nhau. Bởi vì trước khi trở thành cái Team Elite, một con người hoàn thiện, họ trở thành một con người tốt trước khi mà trở thành Team Elite Platinum 4 Star. Ồ, bạn Phạm Triều bị như mất rồi. Đúng không? Đó. Thì đó là một cái mà mình muốn chia sẻ với các bạn thêm. Đó là để với là bạn Phạm Triều đó, để ứng dụng cái quy trình mà mình huấn luyện ra những người Team Elite Platinum 4 Star, mà mình đặt cái tên của lớp 5 giờ sáng đó là lò luyện Team Elite Platinum 4 Star. Bởi vì chỉ có những điều đó thôi thì chúng ta mới tạo nên một cái đội nhóm rất mạnh. Bởi vì nếu mà chúng ta có thể vào cái của tập đoàn Samsung đấy, tập đoàn Samsung thì chúng ta sẽ thấy rằng là dù những cái người mà làm ở tập đoàn Samsung họ tuyển là công nhân thôi nhé các bạn. Chúng ta nên nhớ là họ chỉ tuyển công nhân thôi. Nhưng vào 10 ngày đầu tiên thôi là họ đã huấn luyện rất kỹ. Từ về cái tư duy, về cái văn hóa ứng xử, về cái về nguyên tắc, về cái quy tắc của tập đoàn Samsung. Và sau đó có một cái ngày mà ngày thứ 5 đó, là họ cho người ta gọi là nhảy cóc. Mà nhảy cóc ấy, là chạy từ sáng cho đến tối. Và họ có hai cái hàng xe, đó là những cái xe mà là xe
xe cứu thương ấy, hoặc là xe cấp cứu, xe của y tế ấy, để người nào xỉu thì họ đưa đi cứu thương, tức là để xỉu ngất xỉu thì bắt đầu họ sẽ phục hồi lại, phục hồi xong bắt đầu họ cho ra sân và tiếp tục tiếp, và nếu ai vượt được qua giai đoạn đó thì mới được vô làm Samsung. Mà đó là người ta tuyển công nhân các bạn, mà người ta còn có văn hóa như vậy, và nếu ai vượt được qua cái đó thì mới bắt đầu được làm ở tập đoàn Samsung. Và lúc đó họ có một cái tinh thần đoàn kết, bởi vì họ làm với nhau, họ hành động cùng với nhau, học với nhau, và họ cũng truyền động lực, họ có một cái giấc mơ cùng với nhau, và mọi cái đều họ làm rất tốt như vậy đó, thì sau đó họ mới được làm các bạn. Đó là một cái, nó một cái văn hóa nó cực kỳ hay luôn. Vậy thì từ đó mình thấy rằng là các tập đoàn lớn đều họ về có một cái hệ thống về kỷ luật rất tốt, và họ xây dựng một văn hóa nó rất tốt, nên á là mình mới thấy rằng là cái hướng mà mình đang làm nó hoàn toàn là đúng. Và đó là lý do tại sao team của chúng ta mạnh, bởi vì nó có một hệ thống về kỷ luật, và những người mà mình làm việc trực tiếp ấy, nó luôn tạo nên được một cái cảm hứng và luôn tạo cho họ một cái đột phá. Bởi vì ban đầu tiên cái rất quan trọng đó, chúng ta cần phải làm chất lượng. Ok các bạn, thì đó là một vài điều mình muốn chia sẻ thêm với chúng ta. Bạn Phạm Triều bây giờ bị mất internet mà mất kết nối luôn rồi, rất tiếc là bạn không thể quay lại với chúng ta được. Ok các bạn, và trong buổi tối hôm nay thì nó cũng đã, cái thời gian nó cũng đã hết rồi, nên là rất là cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã dành thời gian trong một buổi tối hôm nay để chúng ta theo dõi livestream cùng với một bạn leader đến từ thị trường Hà Nội, đó là bạn Phạm Triều, và một cái câu chuyện rất là cảm hứng và chia sẻ cho chúng ta rất nhiều giá trị. Và tôi tin rằng buổi tối hôm nay chúng ta học được rất nhiều bài học thông qua cái livestream này, và rất cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã thức đến bây giờ để chúng ta xem cái livestream này. Và cảm ơn không có Phạm Triều ở đây, cảm ơn Phạm Triều đã dành một buổi tối rất là đặc biệt để chia sẻ hết lòng với tất cả anh chị em trong cái buổi tối hôm nay, và chúc cho tất cả anh chị em chúng ta một buổi tối vui vẻ và ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã xem đoạn video clip này. Và để chúng ta là người đầu tiên nhận những cái video kế tiếp thì chúng ta hãy bấm vào subscribe của kênh của Linh. Chúng ta hãy bấm vào subscribe ở dưới đoạn video clip, và chúng ta hãy nhớ bấm vào nút chuông. Nhớ nhá, bấm vào nút chuông. Bởi vì khi chúng ta là bấm vào nút chuông thì mỗi lần mà Linh upload video lên thì chúng ta là người đầu tiên chúng ta nhận được cái video này. Và chúng ta hãy ủng hộ kênh bằng cách bấm vào subscribe và bấm vào nút chuông. Một lần nữa tôi muốn nhắc lại đó là chúng ta bấm vào nút chuông. Bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được video những cái kiến thức chia sẻ về phát triển về bản thân, kiến thức về kinh doanh, làm thế nào để chúng ta thành công và làm thế nào để chúng ta hạn chế những cái thất bại trong cuộc sống này. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta. Hãy share video này để cho những người bạn của mình, để cho nhiều người bạn để chúng ta nhận được những video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở những đoạn video kế tiếp.